Con nương này đẹp quá. Lão gia. À Phúc, có phải Kiệu Hoa tới rồi không? Không phải, Tân Nương đã biến mất rồi. Tân Nương biến mất rồi. Có phải người hồ đồ không? Tân Nương sao có thể biến mất được? Thật đó, ta nghe đám phu Kiệu Trường Phát ở phố trước nói Tân Nương biến mất rồi. À Phúc, xảy ra chuyện gì? Phu nhân, Tân Nương... À Phúc, đừng nóng vội, nói rõ ràng đi. Chẳng phải đám người Trường Phát đi đón dân cô nương rồi sao? Đúng vậy, họ đã thuận lợi đón Tân Nương rời khỏi nhà. Nhưng không ngờ là đi tới nửa đường đã bị người ta đánh ngất. Lúc tỉnh lại đã không thấy Tân Nương đâu. Vậy còn bà Mai? Bà Mai đâu? Biến mất cùng với Tân Nương rồi. Sao rồi? Chuyện chưa xong. Bà Mai không thể giữ lại. Dương Tổng Quản, chỉ 200 lượng bạc này, cậu đã muốn ta bỏ nhà bỏ con, mãi mãi không được về nơi này. Vậy thì có vẻ... Vậy bà muốn bao nhiêu? Muốn cả nhà già trẻ của ta rời khỏi nơi này. Ít ra cũng phải là con số này. Bà muốn 500 lượng bạc. Dương Tổng Quản, cậu không biết thật hay là giả hồ đồ? 500 lượng bạc có thể nuôi cả nhà gần 10 người cả đời sao? Ý ta muốn nói là 500 lượng vàng. 500 lượng vàng. Bà tưởng Tiêu phủ là núi vàng núi bạc thật à? Dương Tổng Quản, dân cô nương là đại mỹ nhân đứng đầu trăm dặm quanh đây. Cậu nghĩ có đáng 500 lượng vàng không? Không sai, đúng là đáng thật. Dân cô nương đương nhiên đáng 500 lượng vàng. Chỉ có điều, chỉ sợ bà không có phước để hưởng. Dương Tổng Quản, ý cậu là... Tiêu phủ. Tiểu nhân tham kiến Dương Tổng Quản. Hóa ra là dân lão gia. Nghe nói hôm nay lão già gả con gái tới Hà Thủ Thành Nam. Nhân đây ta xin chúc mừng lão già trước. Khuya như vậy lão già còn tới đây, chắc chắn không phải gửi thiệp cho Tiêu gia ta chứ? Không giấu Dương Tổng Quản, Kiệu Hoa đã biến mất rồi. Kiệu Hoa biến mất? Lão già nói đùa sao? Ngay giữa ban ngày ban mặt, sao Kiệu Hoa lại biến mất được? Lúc trước tiểu nhân không biết cân nhắc, từ chối Tiêu thiếu gia. Quả thật là vì tiểu nữ từ nhỏ đã đính ước. Chuyện qua rồi, không nhắc thì hơn. Chỉ trách thiếu gia nhà ta không giới tới. Ông đang làm gì vậy? Xin Dương Tổng Quản giơ cao đánh khẽ, thả tiểu nữ ra đi. Ông đang nói bừa gì đó? Cầu xin Tổng Quản, xin tội nghiệp tiểu nhân chỉ có đứa con gái này. Nếu Tổng Quản thả nó ra,
Tiểu nhân cả đời cảm kích, nức cười. Quan có đầu, nợ có chủ. Con gái của ông biến mất, liên quan gì tới Dương Thế Toàn ta? Ông đúng là to gan, vô duyên vô cớ, không có chứng cứ, ông dám tới Tiêu phủ đòi người. Ông tưởng Tiêu phủ dễ bắt nạt sao? Người đâu, đuổi ông ta ra ngoài. Dạ. Ta muốn gặp lão phu nhân. Ông là cái thá gì? Lão phu nhân ông muốn gặp là gặp sao? Đuổi ra ngoài. Ai muốn gặp ta? Lão phu nhân, người này là ai? Là kẻ bất lương tới tống tiền. Không phải, ta không phải. Ta họ Dân, chính là Dân Bẩm Trùng quý phủ nhiều lần tới nhà cầu thân. Ngươi không cần quỳ, đứng lên rồi nói. Đa tạ lão phu nhân. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói đi. Tiểu nữ đã đến ước với Hàn gia từ lâu. Hôm nay là ngày rước dâu, không ngờ nửa đường đã bị người ta cướp dâu. Người đưa dâu bị đánh ngất, bà Mai và tiểu nữ mất tích. Vậy nên ngươi cho rằng Lệnh Ái mất tích là liên quan tới Tiêu gia ta? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ nghe nói hôm nay quý phủ cũng tổ chức hỷ sự. Nói vậy là ý gì? Lẽ nào Tiêu gia ta đi cướp tân nương nhà người khác sao? Lão phu nhân minh giám. Tiểu nhân chỉ xin lão phu nhân thả tiểu nữ ra. Đúng là càng nói càng hồ đồ. Lệnh Ái không ở Tiêu gia, ngươi kêu ta làm sao thả người? Có nghe chưa? Con gái của ông không ở Tiêu gia, ông cầu xin ai cũng vô ích. Mau đi chỗ khác tìm đi. Lão phu nhân, Tiêu gia ta từng có quan viên tới phủ chào hỏi, khó tránh hơi náo nhiệt một chút. Người không biết, chỉ xem là tổ chức hỷ sự. Ta thấy người đã hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Không thể nào. Ông sống từng tuổi này rồi, sao còn không hiểu chuyện vậy? Lẽ nào với thân phận của lão phu nhân còn gạt ông sao? Thế Toàn, đừng trừng mắt quát tháo. Nếu đã là hiểu lầm thì đừng làm khó người ta. Tiễn khách đi. Dạ. Ông đã nghe chưa? Xin mời. Hai vị đi thông thả, đi thông thả. Rượu đây rồi, đi thông thả nhé. Rượu của huynh đây. Muốn gọi thêm gì không? Chúc ngon miệng. Khách quý mời vào trong. Chỉ một mình ông sao? Không sai, chỉ có mình ta. Mời vào. Mời ngồi bên này. Mời ngồi. Ông có gọi gì không? Một cân nhị qua đầu, mấy dĩa đồ nhắm, người cứ tự chọn. Dạ. Khách quý, hình như ông uống không ít rồi. Sao hả? Uống rồi không thể uống tiếp à? Mở quán rượu còn sợ khách uống rượu sao? Đúng, đương nhiên là uống được. Chỉ cần ông không uống sai, không gây sự. Ông thích uống bao nhiêu thì uống, đừng nhiều lời, mau lấy rượu ra. Được, tôi sẽ đi lấy ngay. Thời thế gì không biết, lòng người bị chó tha rồi. Không còn đạo trời, không còn dương pháp, không phân phải đúng sai. Thật đúng là, đúng là xấu xa tột cùng mà. Khách quý, rượu của ông tới rồi. Khách quý,
đao này của ông để đây dưỡng chỗ, hay là để tiểu nhân cất giùm cho ông lát nữa? Không được. Sao hả? Ngươi sợ ta dùng đao này giết người à? Yên tâm, dù ta muốn giết người cũng không phải ngươi. Khách quý, ông như vậy là uống rượu sao? Rõ ràng là muốn tự chuốc say. Say mới tốt, say rồi mới có gan liều mạng với chúng, mới có gan giết người. Mau đem rượu tới. Khách quý, người như ông tiệm chúng tôi không dám bán cho ông nữa. Lý nào là vậy? Ta bỏ tiền mua rượu, không nợ nần gì, dựa vào đâu không bán? Đi mau, đi mau. Người không bán chứ gì? Được, tất cả nghe đây, mọi người phân xử xem. Mở quán rượu lại không bán rượu, còn sợ khách uống sai. Các người, các người cứ yên tâm, dù ta uống sai, ta cũng sai trong tỉnh táo. Ta quý không gây rắc rối cho mọi người. Người ta muốn tìm là Tiêu gia. Là Tiêu gia, mấy người nghe nói chưa? Cho dù ông muốn tìm ai cũng đừng say xỉn quậy phá tiệm. Ta quậy phá, các ngươi sợ ta? Tại sao các người không hỏi Tiêu gia có sợ ta không? Chúng cướp con gái của ta, chúng ép con gái ta thành thân. Tiêu gia giàu có quyền thế, còn có quan lớn trong triều. Ta có lý mà không nói được, có quan mà không biết kêu ở đâu. Mấy người nói ta có thể liều với chúng không? Mấy người nói đi. Ông nhìn đi, khách đông hụ chạy hết rồi. Nếu ông muốn tìm Tiêu gia liều mạng, ông cứ đi đi. Sao phải ở chỗ ta quậy phá? Đương nhiên ta phải đi. Đợi ta uống đủ rồi, ta lập tức tới đó. Mau đem rượu ra. Không bán nữa. Ông mau đi đi. Ông dám không bán? Lão già sai đáng chết, đang làm ăn ngon lành bị ông phá nát rồi. Đồ khốn, đồ khốn. Được, các người đánh phải lắm. Dân bẩm trung ta đời này tuân thủ pháp luật, làm người trung thực. Không ngờ tất cả xui xẻo đều giáng xuống đầu ta. Các người đánh hay lắm. Nếu có bản lĩnh thì đánh chết ta đi. Nếu đánh không chết, ta vẫn phải tới Tiêu gia liều mạng. Đi đi, đừng ở đây lên cơn điên nói nhảm. Có bản lĩnh thì bây giờ ông cút đi đi. Cút. Tiểu nhị ca, tha được cho người thì cứ tha, sao phải so đo với một ông già say rượu? Khách quý, khách quý, vừa rồi huynh cũng đã thấy mọi chuyện rồi. Không sai. Có điều ta cũng nhìn ra, ông ấy là một người thật thà. Uống sai chửi cả buổi, nhưng không chửi bậy câu nào. Chắc chắn ông ấy đang có một bụng ấm ức. Lão bá, đứng lên đi. Đứng lên đi. Tiểu nhị, vừa rồi tổn thất ở đây cứ tính phần ta. Ngoài ra đem rượu thịt, ta muốn mời lão bá đây uống vài chung. Hắn còn uống, còn uống nữa sao? Được, tiểu nhân đi làm ngay. Lão bá, trên đời này có quá nhiều chuyện bất công, có quan khó giải bài. Có điều mượn rượu lấy gan đi giết người liều mạng không phải là việc đại trượng phu nên làm. Chúng ta xem như có duyên, chi bằng ngồi xuống uống vài chung. Ta cũng muốn nghe thử ấm ức của ông. Thế nào? Lão hủ vô cùng cảm kích.
Không ngờ trên đời lại còn có người tốt như cậu. Có điều trong mắt một số người lại không xem ta là người tốt. Cạn một chung trước, say cũng không hề gì. Đúng, ta mời cậu. Con gái ông bị người ta cướp đi ép thành thân sao? Không sai, là chuyện hôm qua. Hôm qua? Ông nói là Tiêu gia cướp sao? Ngoài họ ra còn ai có lá gan đó? Vừa rồi ông còn nói Tiêu gia có người làm quan lớn trong triều. Rốt cuộc là lớn cỡ nào? Quan lớn nhất phẩm, thượng thư đương triều, chức quan rất lớn. Trong mắt Bạch Mổ không phân quan lớn nhỏ, chỉ có phân tốt xấu. Nếu hắn là quan tốt chính trực vì nước, thanh liêm thương dân, dù là quyện định thất phẩm nhỏ nhoi, ta cũng phong làm thần minh, cung kính bội phục. Nếu như hắn tham ô lạm quyền, hà khắc với dân, đừng nói là thượng thư nhất phẩm, dù là tể tướng đương triều, dương hầu tướng lĩnh, ta cũng xem như thổ phỉ, khinh thường phỉ nhổ. Thứ lỗi cho lão hủ mạo muội, xin hỏi cậu đây là? Họ Bạch tầm thường, còn thân phận ta là gì sớm muộn ông cũng biết. Bây giờ ông còn muốn đi Tiêu gia liều mạng không? Thật ra ta đúng là mượn rượu tìm gan. Dù ta có đi, chỉ e không đụng vào sợi tóc của họ được. Dương mắt nhìn Tiêu gia, ý quyền ý thế ức hiếp dân lành, thậm chí còn giết người diệt khẩu. Ông nói gì? Giết người diệt khẩu? Đúng, họ đã giết bà Mai diệt khẩu. Sao ông biết? Chính mắt ta thấy họ khiêng xác ra. Ta còn biết cả chỗ chôn xác, không thể giả được. Bạch đại hiệp, cậu không tin sao? Đưa ta đi. Bạch đại hiệp chính là đây. Bùn đất ở đây rõ ràng mới bị đào lên. Đào đi. Không sai, đây chính là bà Mai đó. Bạch đại hiệp, cậu quen biết sao? Ta từng thấy bà ta trên đường đón dâu, còn có tân đương trong kiệu, chắc chắn là lệnh ái. Bạch đại hiệp, bây giờ phải làm sao? Rất đơn giản, nếu chứng cứ xác thực, đương nhiên lập tức báo quan. Báo quan cũng vô ích. Sao lại vô ích? Quyền lệnh Hứa đại nhân đó nhiều năm qua đều phải nghe lời Tiêu gia, chắc chắn sẽ bao che cho Tiêu gia. Tới lúc đó chị e không kiện được, ngược lại còn chịu đòn roi. Sao ông lại biết? Trong huyện ai không biết? Ta thấy nên nghĩ cách khác thì hơn. Ông không cần lo sợ, Bạch Ngọc Đường ta đích thân cùng ông đi huyện nha. Ta cũng muốn xem thử quyền lệnh đó bao che cho Tiêu gia ra sao, lại đối xử với dân thường, muốn kiện vô phương như ông. Bạch đại hiệp,
e là không ổn. Chỉ cần nghĩa lý còn đây, có chỗ nào không ổn, không nên chậm trễ. Chúng ta chôn thi thể lại rồi lập tức tới quyện nha ngay. Tuyên nguyên cáo, tuyên nguyên cáo. Thảo dân dân bẩm trung, khấu kiến đại lão gia. Đúng là to gan, dám cầm đao kiếm lên thẳng công đường bổn quyện. Bạch mổ trước nay kiếm không rời thân, không có ác ý. Lý nào là vậy? Lên công đường cũng không quỳ lại theo tiết lễ, đúng là to gan tài trời. Đời này Bạch mổ chỉ quỳ thiên địa quân thân sư, quyện lệnh thất phẩm mang tiếng xấu, khiến dân quán thang, còn không xứng Bạch mổ quỳ trước đường. Điều dần đáng chết, dám buông lời ngông cuồng, khác gì giặc cướp. Người đâu? Có, bắt hắn trước. Sau khi phạt đánh 50 gậy, bổn quyện mới từ từ thẩm vấn tội danh của hắn. Dạ. Đừng ép Bạch mổ rút bảo kiếm, nếu không tắm máu công đường, khó tránh tử thương. Nếu ngươi không tin thì cứ thử xem. Người luôn miệng tự xưng Bạch mổ, tại sao không báo tên trước đường? Bạch mổ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bạch Ngọc Đường. Quả ra ngươi quả nhiên là một trong ngũ thử hãm không đảo. Sai rồi, Bạch Ngọc Đường là một trong ngũ nghĩa hãm không đảo. Cẩm Mao Thử chẳng qua chỉ là biệt hiệu bằng hữu giang hồ tặng cho, đừng nói lẫn lộn. Ngũ thử cũng được, ngũ nghĩa cũng vậy. Nếu ngươi không phải nguyên cáo, tại sao lại tới công đường bổn quyện? Tuy không phải nguyên cáo, nhưng là bồi cáo. Bồi cáo, đúng là quan đường. Bổn quyện chưa từng nghe cách nói này bao giờ. Ta cùng nguyên cáo lên đường, chẳng phải là bồi cáo sao? Nguyên cáo không cần ngươi, lùi xuống đi. Không, sở dĩ Bạch mổ đi cùng là sợ người phán xử bừa bãi, thậm chí đánh đập quan uổng. Nguyên cáo bị đánh thành bị cáo nên buộc phải đi cùng. Hỗn xược, bổn quyện công chính liêm minh, ai ai cũng biết, sao lại đánh đập quan uổng? Dù ngươi là Bạch Ngọc Đường nổi danh giang hồ, cũng phải tuân thủ pháp chế, sao có thể khinh miệt bổn quyện? Người đúng thật là, đúng thật là. Hứa đại nhân đừng nổi nóng, chỉ cần Hứa đại nhân xét xử công bằng, công chính liêm minh thật sự, đợi khi vụ án này tra rõ đúng sai, Bạch Ngọc Đường sẽ tuân theo phép tắc, cung kính khấu đầu tạ lỗi với Hứa đại nhân. Đại nhân thấy thế nào? Đại nhân, chỉ bằng trực tiếp xét xử đi. Dân bẩm trung, có Thảo Dân. Rốt cuộc ngươi kiện ai? Thảo Dân, người Thảo Dân kiện là... Ông cứ việc mạnh dạn nói ra, không cần phải do dự sợ hãi. Người Thảo Dân kiện là Tiêu gia danh môn đại tộc trong huyện, cũng chính là Tiêu Thiên Sủng, tiểu đệ của Tiêu Thiên Lân, thượng thư đại nhân. Người muốn kiện Tiêu gia? Đúng, là kiện Tiêu gia. Kiện hắn tội gì? Tiêu Thiên Sủng ỷ huynh trưởng quyền thế, cướp bắt con gái độc nhất của Thảo Dân, bức ép nó gả vào Tiêu gia, toàn lời hồ đồ. Tiêu phủ là gia tộc hiển hách trong vùng, còn làm nhiều việc thiện, hương thân kính trọng. Nếu họ muốn cầu thân, thiếu gì danh môn khuê tú chờ được lựa chọn, sao lại cướp bắt con gái của ngươi được chứ? Hứa đại nhân khoan đã, bổn quyện đang tra hỏi, không cần ngươi chen ngang vào. Vừa rồi Hứa đại nhân còn nói là phải xử lý công bằng, này tại sao không đợi nguyên cáo nói xong đã vội vàng định luận?
Huống chi Tiêu Phủ kia tuy là nhà hiển hách phú quý, nhưng chưa chắc làm nhiều việc thiện hương thân kính trọng. Hứa đại nhân võ đoán bịa đặt như vậy, chẳng phải là quan quan bao che có ý thiên vị sao? Lẽ nào dân thường như ngươi muốn chỉ dạy bổn hoàng phán xử ra sao? Chưa tra hỏi rõ đã kết luận, xét xử như vậy có công bằng hay không? Bạch Ngọc Đường buộc phải nhắc nhở Hứa đại nhân: Ngươi đúng là đáng ghét cùng cực, tội đáng phải chết. Bổn quyền đã nhường ngươi 3 phần, ngươi lại ngông cuồng lấn tới. Xem ra trong mắt ngươi không có quốc pháp lễ chế, trong lòng chỉ có suy nghĩ lỗ mãng. Không nói được bổn quyền đành triệu tập binh mã, vậy bắt ngươi trừng trị theo luật. Đừng nói binh mã một quyện cỏn con này, Bạch Mổ không xem ra gì. Dù binh mã hùng dũng của Phiêu Kỵ Đồ Tướng Quân Đồ Thiện năm xưa, Bạch Ngọc Đường vẫn đi tới tự do, quá nguy thành an, không hề hấn gì. Cả đời Bạch Ngọc Đường không dám tự xưng anh hùng hảo hán, nhưng trong lòng tin phục công lý đại nghĩa nhất. Chỉ cần là nơi có công lý đại nghĩa, lúc cần thiết Bạch Mổ có thể dâng đầu mọi lúc. Nếu ngược lại, cho dù là búa rìu ngục tối trước mắt, Bạch Ngọc Đường vẫn quyết xông vào. Nếu người không tin thì cứ thử hạ lệnh xem. Đại nhân, tiếp tục tra án đi. Không sai, đương nhiên phải tiếp tục tra án. Dân bẩm trung, có thảo dân. Người đã kiện Tiêu Phủ cướp dâu, có nhân chứng không? Có, chính là bà Mai Tôn Nhị Nương. Được, vậy truyền bà Mai lên đường làm chứng. Bẩm đại nhân, Tôn Nhị Nương đã bị giết chết rồi. Chết rồi? Người chết thì sao làm chứng? Lý nào là vậy? Bà ta là... Có gì nói đó, không cần phải sợ. Bẩm đại nhân, bà ta bị Tiêu gia giết người diệt khẩu. Đây không phải chuyện đùa, không được tùy tiện vu khống. Là chính mắt thảo dân nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy gì? Nhìn thấy người của Tiêu gia giết bà Mai à? Không có. Nhưng tối qua thảo dân tận mắt nhìn thấy người của Tiêu Phủ nhân lúc trời chưa sáng đã khiêng xác ra chôn tại bãi Tha Ma. Thảo dân còn biết rõ cả nơi chôn xác. Thảo dân có thể dẫn đường mời đại nhân đi kiểm tra xác. Theo người nói, Tiêu gia vừa cướp dâu vừa giết người, đây không phải là vụ án bình thường. Đúng, cho nên thảo dân mới khẩn xin đại nhân giúp kêu quan. Đại nhân, cáo trạng. Nếu nói như vậy thì đúng là vụ án lớn, bốn quyền tất phải thụ lý. Đa tạ đại nhân. Có điều, nếu là án lớn, chỉ nói miệng không có bằng cớ, ngươi phải về viết rõ cáo trạng, chính thức thăng đường. Bổn quyền lập tức tra xét. Đại nhân khoan đã, bổn quyền xử trí như vậy là làm theo luật lệ nhà Tống. Lẽ nào ngươi còn có cao kiến gì? Không dám có cao kiến. Có điều ông ấy về viết cáo trạng xong mới tới, e là phải mất nhiều ngày, làm lỡ thời cơ tra án. Chỉ bằng mượn một gốc quý quyện, viết xong lập tức trình lên, chẳng phải bớt việc sao? Vậy đại nhân, Bạch Ngọc Đường nói vậy cũng rất có lý. Chi bằng để cho hắn mượn giang tay, chuẩn bị giấy bút, để hắn kể rõ vụ án, không có chút sơ sót nào. Cũng được, để tranh thủ thời gian, cứ làm như vậy đi. Đợi người viết xong cáo trạng thì mới thăng đường tra xét tiếp. Đa tạ đại nhân.
Bốn quyền chỉ hận không thể bắt Bạch Ngọc Đường tại chỗ, không phán hắn tử tội cũng phán 20 năm tù. Đại nhân không cần nóng giận. Bạch Ngọc Đường trên giang hồ quả là kẻ cầm kiếm bôn ba, rất khó đối phó. Đừng nói là đại nhân, ngay cả Ngự Miêu Triển Chiêu danh chấn thiên hạ, thậm chí bao đại nhân Thiết Diện Vô Tư cũng vô cùng đau đầu với hắn. Trước mắt việc của Tiêu gia phải làm thế nào đây? Học trò đi Tiêu gia ngay. Trước khi học trò trở về, mong đại nhân cầm chân chúng, khoan thăng đường dội. Tiêu phủ, Bạch Ngọc Đường đó có quan hệ gì với Dân Lão Đầu? Việc này giảng sinh không rõ. Đại nhân lấy cớ viết cáo trạng, kêu học trò mau chóng qua đây báo nhị thiếu gia một tiếng. Nhưng không biết bà Mai đó có chết trong phủ thật không? Đương nhiên là không có. Nếu không có, tất nhiên là tốt. Nếu còn vài tình tiết, mong nhị thiếu gia và Dương tổng quản mau chóng xử lý. Sau này hứa đại nhân dễ tra xét. Bọn ta hiểu ý tốt của ngươi rồi. Được, học trò không thể ở lâu, bây giờ phải về quyện nhà cáo từ. Tại sao Bạch Ngọc Đường lại nhúng tay vào chuyện này? Sao Dân Lão Đầu kết giao được với hắn chứ? E là Bạch Ngọc Đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Ý của sư gia đã rất rõ. Chúng ta mau chóng dời thi thể bà Mai đi, để chúng không tìm ra. Tất nhiên sẽ không còn tội chứng. Còn nữa, không thể giữ Dân Lão Đầu đó, ngươi đích thân đi làm đi. Viết rất rõ ràng minh bạch, bốn quyện sẽ thụ lý vụ này. Người đâu? Có, lập tức truyền Đủ Ngộ Tác và người liên quan để dân bẩm trung dẫn đường, bốn quyện đích thân đi kiểm tra xác. Chuyện này là sao? Hóa ra là một đống xương trắng. Chuyện này có gian kế, có người giở trò. Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng nói hàm hồ. Có ai từng tới đây và có ai giở trò gì chứ? Trước khi lên công đường, Bạch Mẫu từng tới đây, tận mắt nhìn thấy thi thể. Trước sau chưa tới nửa ngày lại biến thành bộ xương trắng. Chắc chắn là có kẻ đi báo tin, dùng cách đổi xác hòng chống tội. Toàn lời hàm hồ. Sau khi bãi đường, bọn ta lập tức tới đây ngay. Người khác sao có cơ hội biết được, lại làm sao tráo đổi xác này? Bạch Mẫu rõ rồi. Hèn chi ngươi ở trên đường liên tục nhấn mạnh muốn Dân Lão Trượng viết cáo trạng giấy trắng mực đen mới chịu thụ lý. Quả ra là ngươi lợi dụng thời gian trống lúc bãi đường để giở trò. Chỉ tiếc Bạch Ngọc Đường ta sáng suốt một đời lại nhất thời sơ sót. Khi đó không tự đem thi thể bà Mai tới công đường, mới để người thừa cơ làm càn. Thân là quan phụ mẫu địa phương, lại có hành vi bỉ ổi như vậy, to gan. Bổn quyền không tới lượt người suy đoán bừa, nói lời hàm hồ. Rõ ràng là hai người giả quan vu cáo, còn dám cãi chài cãi cối vu khống bổn quyền. Người đâu? Có, bắt trói dân bẩm trung về phủ. Bổn quyền phải trị hắn tội vu cáo. Dạ, khoan, có Bạch Ngọc Đường ta đây, ai dám ra tay? Bạch Ngọc Đường ta một đời cầm kiếm phiêu bạc, tinh thờ hiệp nghĩa, gặp vô số tham quan vô lại. Không ngờ hôm nay lại gặp một tên. Chỉ tiếc hiện không có chứng cứ xác thực. Nếu không, bà tất đau trong tay, quyết không tha ngươi. Ngươi muốn làm gì?
Nay tạm gửi đầu ngươi lại. Bạch Mổ đưa dân Bẩm Trung rời đây, đợi ta tra rõ chân tướng, nắm đủ chứng cứ rồi mới từ từ tính sổ với ngươi. Nếu có kẻ dám đuổi theo, đừng trách bảo kiếm trong tay Bạch Mổ nhận máu không nhận người. Bành sư phụ, nhị thiếu gia, sao cậu đích thân vào bếp vậy? Cậu xem ở đây toàn là khói lửa, lại nóng bức, cậu không quen đâu. Không sao, mấy hôm nay là ngày vui lớn, ta đặc biệt vào bếp xem thử có món gì ngon không. Toàn là món làm theo lão phu nhân dặn dò. Ta chưa từng gặp ngươi. Bẩm nhị thiếu gia, tiểu nhân mới tới làm, không sai, mới tới vài ngày, thay chỗ của tiểu trụ tử. Tiểu trụ tử không làm nữa sao? Không phải tiểu trụ tử không khỏe trong người, xin nghỉ dài hôm. Tiểu trụ tử là thợ thủ giỏi của Bành sư phụ, ngươi phải chịu khó giúp Bành sư phụ. Sau này nếu nhà bếp thêm người, sẽ ưu tiên chọn ngươi. Dạ, đa tạ nhị thiếu gia. Không việc gì nữa, các người làm đi, ta chỉ tùy ý xem thôi. Ta đem đồ ăn tới cho thiếu phu nhân. Chưa từng gặp ngươi. Ta mới tới làm thai, tiểu trụ tử bị bệnh rồi, là ta làm thay hắn. Vào đi. Sao ngươi nhìn ta chằm chằm vậy? Người của Tiêu gia không biết quy củ chút nào sao? Phải, là ta không đúng. Ta đem đồ ăn tới cho cô. Ta nói rồi, ta không ăn một hạt gạo của Tiêu gia, không uống một ngụm nước của Tiêu gia. Đem về đi. Bên trên đã dặn, cô không ăn hết, ta không được đi. Ngươi nói gì chứ? Đây là một câu rất thật. Cô không chịu ăn, người đói là bản thân cô. Nếu như đói thành bệnh, người chịu khổ cũng là cô. Chưa kể, nếu như có mệnh hệ gì, cô không có lỗi với phụ thân sao? Không có lỗi với Hà Mục Điền khổ sở chờ đợi kia sao? Cô mau ăn đi. Ngươi là ai? Nhìn dáng vẻ cách nói năng không giống gia đình tạp dịch. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là cô phải ăn chút gì. Đói quá đổ bệnh, không ai giúp được cô. Ta chỉ có ý tốt. Cô mau ăn đi. Nếu ngươi có ý tốt thật, nếu ngươi chịu giúp ta, tại sao không nghĩ cách để ta trốn ra ngoài? Dân cô nương, đừng xem thường Tiêu gia. Quả thật vào thì dễ, ra thì rất khó. Huống chi cô hờn giận không ăn không uống, đâu ra sức lực? Dù cô có cơ hội trốn thật, chỉ e trốn được không bao xa đã đói ngã trên đường, bị họ bắt về lại, chẳng phải uổng phí thời cơ? Có câu non xanh còn đó, sợ gì không củi đốt. Lại nói, nhẫn nhịn nóng giận, một lúc được thân trăm năm. Ai cũng hiểu mấy câu này, nhưng tới lúc quan trọng, có mấy người làm được chứ?
Ta nói vậy có đạo lý không? Người quyết không phải tạp dịch của Tiêu gia. Nói thật đi, rốt cuộc huynh là ai? Ta nói ra, liệu cô có tin không? Người cứ nói thử xem. Lý Nghĩa Sơn nói rất đúng. Hận không có đôi cánh cùng bay, tâm ý tương thông nói là hiểu. Cô với trí tuệ của cô có chút tâm ý tương thông đó không? Quả thật là ta từng tâm ý tương thông với một người. Có điều giờ phút này, tình cảnh này, ta không thể tùy tiện tin bất cứ ai. Ta có thể hiểu tình cảnh này, nhưng cô cùng người tâm ý tương thông đó thư từ qua lại nhiều năm, tình sâu triền miên, hiểu rõ tâm tính. Hơn nữa, nét chữ linh động cùng với kỹ thuật thiêu thùa khéo léo của cô viết trên giấy tiết đào càng khiến người ta đọc mãi cũng không muốn rời tai. Có chuyện này không? Người từng đọc thư của ta thật sao? Nếu chưa từng đọc, sao lại biết thư pháp của cô? Lẽ nào huynh đúng là... Không sai, là ta. Chuyện này thật khiến người ta khó mà tin được. Nếu muội còn không tin, có còn nhớ đối liễn có khảm tên của chúng ta không? Đương nhiên là nhớ. Huynh nói Thủy Sát Hương Mang, Hà Mục Điền, đối sao sơn cảnh trát ước, dần dấn thu. Đúng là huynh. Hoàn toàn xác thực. Hà Mục Điền, xin chào Mẫn cô nương. Vốn dĩ đó là đêm qua chúc của chúng ta. Vốn dĩ muội nên làm hiền thê của ta. Ai ngờ trời xanh chia rẽ là để chúng ta gặp trong tình cảnh này. Thật là không biết nên vui hay buồn. Nếu như huynh có cách lẻn vào, vậy chúng ta phải có cách trốn ra. Đúng là phải trốn ra. Vấn đề là lúc này Tiêu gia trên dưới như đại địch bao vây, ai cũng đề cao cảnh giác. Chỉ e phải tính kế lâu dài mới được. Phải tính kế lâu dài, vậy phải bao lâu? Không thể gấp. Muội cũng không cần lo lắng sợ hãi. Lúc ta lẻn vào Tiêu gia, đã hạ quyết tâm. Nếu không thể cứu muội ra, muội ở Tiêu gia ngày nào, ta sẽ ở ngày đó. Muội ở Tiêu gia một năm, ta ở một năm. Dù ta làm nô bộc để cho người ta sai khiến, ta cũng âm thầm chăm sóc muội. Nếu như trời không thương xót, muội có mệnh hệ gì, ta cũng sẽ chết theo muội. Chỉ mong sống không được chung chăn, chết được chung quyệt, không được nói lời chẳng lành. Đúng, ta không nên nói. Bây giờ muội ăn một chút gì đi, có đủ thể lực tinh thần mới có thể nghĩ cách trốn ra. Cha muội vẫn khỏe chứ? Chắc cha lo chết được. Lòng như lửa đốt là khó tránh khỏi. Hiện tại cũng không biết người ở đâu, có lẽ đang nghĩ cách cứu muội ra. Ăn trước đi, ăn no rồi nói.
Đồ ăn này có vấn đề. Cái gì? Mùi vị không ổn. Hơn nữa mùi đột nhiên thấy chóng mặt. Có khi nào vì đói quá lâu? Không. Không phải. Các người giở trò trong đồ ăn. Lẽ nào huynh không phải là Hà Mục Điền thật? Huynh với Tiêu Thiên Sủng bắt tay làm ác, bỏ thuốc mê vào cơm để hại ta, có phải không? Ta không có. Ta là Hà Mục Điền thật, ta không phải là giả. Dân cô nương, đừng đụng vào ta. Các người đã quá bỉ ổi. Dân cô nương, muội hiểu lầm ta thật rồi. Dân cô nương, ra ngoài cho ta. Ra ngoài cho ta. Dân cô nương. Tiểu gia, các người lui xuống đi. Không gọi thì không được qua đây, cũng không cần hầu hạ. Dạ. Thiếu gia, có phải trong đồ ăn có thuốc mê không? Thuốc mê gì? Nói năng hàm hồ, lùi xuống đi. Thiếu gia, người không hiểu lời ta nói sao? Lẽ nào người muốn ăn đòn? Nhưng mà cẩu nô tài, cút đi. Cút. Người chẳng những bỉ ổi vô sĩ, hơn nữa đúng là mặt người dạ thú. Chúng ta đã là phu thê bái đường thành thân, nàng chửi ta chính là chửi phu quân nàng. Người muốn làm gì? Phu thê duyên phòng, lẽ nào không nên? Người là xuất sinh, không được tới gần ta. Chỉ e không thể như ý nàng. Một khi gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, thì nàng chính là thê tử của Tiêu Thiên Sủng ta. Muốn không nhận cũng không được. Thả ta ra. Thả ta ra. Người là súc sinh. Thả ta ra. Thả cô ấy ra. Cẩu nô tài, ngươi quay lại làm gì? Cút. Nô tài, ngươi điên rồi sao? Ta không điên. Kẻ điên là ngươi. Cô ấy là thế tử ta. Ta không cho ngươi động vào. Thế tử ngươi, ngươi là Hà Mục Điền. Không sai. Muốn chết sao? Tiêu phủ. Con à, con yên tâm, con sẽ khỏi thôi. Châu đại phu từng làm trong cung là một đại phu tốt, tại sao vẫn chưa tới chứ? Bẩm lão phu nhân, đã kêu người đi hối rồi. Rốt cuộc nhị thiếu gia sai Thế Toàn đi làm việc gì? Tại sao tới giờ vẫn không thấy bóng dáng? Đã phái rất nhiều người đi tìm huynh ấy, chắc là sắp về rồi. Lão phu nhân, người đừng quá lo. Nhị thiếu gia người tốt, có trời giúp, sẽ không sao đâu. Ta nhất định không tha cho dân vấn thù đó. Cô ta đã đâm mắt Thiên Sủng bị thương, đợi bắt được rồi, xem ta xử lý cô ta như thế nào.
xin hãy cứu tiểu nữ. Ta không giết người, người lại vì ta mà chết. Đêm nay Bạch Ngọc Đường ở trước linh thể ông lập lời thề sinh tử, nhất định tìm được ái nữ của ông, chăm sóc chu đáo, quyết lấy máu trả máu, để kẻ gian phải trả giá. Nếu trái lời thề, Bạch Ngọc Đường sẽ như chén này, thề không làm người. Giỏi cho cẩu quan vô sĩ. Bạch Ngọc Đường, lại là ngươi. Có câu gạt được người không gạt được trời, hà hiếp người không thể hà hiếp trời. Hai người thông đồng bàn bạc đều là dối trời gạt người, cấu kết làm trò bỉ ổi, lại để Bạch Ngọc Đường ta nghe thấy được, bắt gặp được. Đúng là trời cao có mắt, chuyện đã rõ rành rành. Người liên tục xông vào Thượng Thư Phủ, Đúng là như phường trộm cướp. Im miệng! Bạch Mổ không muốn nghe nửa lời giả nhân giả nghĩa của bà nữa, dối trá giả mạo lương thiện. Người muốn làm gì? Uổng cho bà còn là mẹ của Thượng Thư Nhất Phẩm, cáo mệnh phu nhân Hoàng Thượng Ngự Phong. Uổng cho bà nhìn có vẻ đức độ hiền từ, quả ra là do bà ích kỷ xảo trá, mưu đồ hiểm độc. Ngươi đừng nói càng. Rõ ràng cướp tân nương người ta, lại nói là bản thân muốn rước dâu về. Rõ ràng người trong phủ lại lấy danh nghĩa cáo mệnh phu nhân tôn quý, dối trá bịa đặt. Này con của bà đã bị báo ứng, bà lại cấu kết quan quyện, bàn bạc muốn đoạt mạng người, để hả nỗi hận trong lòng bà. Bà tự nói xem, bà xứng là mẹ Thượng Thư sao? Cáo mệnh phu nhân, bà xứng chỗ nào? Đúng là bỉ ổi vô sĩ, làm nhục triều đình. Lẽ nào người muốn giết người? Bảo kiếm Bạch Mộ trước nay không hề giết phụ nữ yếu đuối, chỉ là bà quá độc ác, lại muốn một tay che trời. Nếu như Bạch Mổ không cảnh cáo bà, sao bà biết trời đất này còn có bốn chữ công lý chính nghĩa? Giữ thủ cấp của bà, cắt tóc cảnh cáo. Từ nay bà đừng cậy thế hiếp người, cấu kết quan lại làm điều săn bậy. Nếu không, lần sau bảo kiếm của Bạch Mổ chỉ nhận đầu không nhận tóc. Bà nghe rõ chưa? Bạch đại hiệp, giỏi cho cẩu quan trên phụ triều đình, dưới hà hiếp dân. Trên công đường, người võ đoán phán bừa, xử án không công chính, còn âm thầm xum xoe nịnh bợ quyền quý. Ta hỏi người, rốt cuộc ngươi là quyền lĩnh huyện Thanh Thủy hay là quyền lĩnh của Tiêu gia? Người ăn bổng lộc triều đình hay là canh thừa của Tiêu gia? Nói mau. Ta đương nhiên là quyền lệnh của huyện Thanh Thủy. Nếu đã như vậy, tại sao người rầm rắp nghe theo lệnh Tiêu gia, chuyện gì cũng bao che Tiêu gia? Vừa rồi ta đứng bên ngoài nghe rất rõ ràng, Tiêu lão bà nói gì ngươi cũng một dạ hai dân, chỉ sợ không kịp đáp lời, chỉ sợ không kịp bợ đỡ. Loại cẩu quan tham ô vô sĩ như ngươi, sao xứng với triều đình, sao xứng với bá tánh chứ? Đừng tưởng người mặc quan bào đầu đội quan mão là có thể lừa trên dối dưới, tùy ý làm càn. Đêm nay nếu Bạch Ngọc Đường ta không dạy dỗ người, sao xứng với thanh đào ba tấc trong tay? Này ta cắt quan bào, chém quan mão người. Thời khắc này ngươi đã không còn là mệnh quan triều đình, quyền lệnh thất phẩm. Dù ta một kiếm chém chết ngươi, chẳng qua cũng như chém heo chém chó. Bạch đại hiệp xin tha mạng, dù sao hạ quan tội cũng không tới mức chết.
Nhìn bộ dạng tham sống sợ chết thảm bại của ngươi đi. Đừng nói là quyền lệnh, cả Liều Mạnh phố chợ cũng không bằng. Nếu như ta chém ngươi thật, chỉ e còn bấn bảo kiếm trong tay ta. Đúng, đa tạ Bạch Đại Hiệp. Hạ quan biết sai rồi, sau này hạ quan nhất định sửa đổi, nhất định làm quan tốt, liêm minh chính trực. Chỉ e sau này ngươi không còn cơ hội làm nhục chức vị này. Mọi chuyện vừa rồi chỉ là phụ. Bạch Mỗ tới đây mục đích chính là đòi người. Đòi người nào? Tổng quản họ Dương nhà bà. Hắn dám to gan tài trời, hạ độc giết hại dân Bẩm Trung. Sao lại có chuyện này? Sao có thể? Lời Bạch Mỗ nói không tới lượt bà không tin. Người đâu? Kêu hắn ra đi. Hắn không có ở trong phủ. Thật đó. Nếu ngươi không tin thì cứ việc lục soát. Được, lần này ta tin bà. Nếu như hắn ở Tiêu gia, loại cẩu nô tài như hắn đã ra bảo vệ chủ từ lâu. Hắn đi đâu rồi? Ta không biết. Ra ngoài làm việc rồi. Có lẽ đuổi theo tiểu thư Dân gia. Cũng có thể là vậy. Tóm lại Bạch Mỗ đã biết hung thủ chắc chắn là hắn. Trốn được lúc này không trốn được lúc khác. Nếu như hắn dám cao bay xa chạy, Bạch Mỗ sẽ hỏi tội Tiêu gia bà. Ta sẽ còn tới nữa. Bạch Ngọc Đường ta tặng cho các người một câu, các người phải nhớ thật kỹ: thiện ác đều có báo, luật trời luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai. Hứa đại nhân, mau đứng lên đi. Bạch Ngọc Đường đã đi rồi. Phải, đã đi rồi. Bạch Ngọc Đường này đúng là coi trời bằng dung. Triều đình nên phái người bắt hắn nghiêm trị theo luật thì mới phải. Lão phu nhân nói đúng. Mọi chuyện chỉ trông chờ lệnh đan thượng thư đại nhân thôi. Ta tới chỉ để thỉnh giáo bao đại nhân một vấn đề, không tiện ngồi lâu. Chuyện Tiêu đại nhân muốn hỏi có liên quan tới Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường sao? Sao bao đại nhân lại biết? Huyện Thanh Thủy đã gửi công văn khẩn tới. Theo công văn viết, Bạch Ngọc Đường gào thét nơi công đường, xem thường Dương Pháp, còn đại náo quý phủ, kinh động tới lão phu nhân. Đồng thời mắt trái của lệnh đệ cũng bị đâm. Tiêu đại nhân nắm quản binh bộ, không dễ gì tùy tiện rời đi. Chắc chắn là liên quan tới chuyện này. Không sai. Ta tới là vì việc này. Bao đại nhân đã biết, chẳng hay ông tính xử trí thế nào. Trước khi Tiêu đại nhân tới, bốn phủ đã bàn với Triển hộ vệ và Công Tôn tiên sinh. Vì công văn viết nội dung đại khái, để tra rõ nội tình, bốn phủ tính phái Triển hộ vệ tới huyện Thanh Thủy tra rõ chân tướng trước. Bao đại nhân, nếu công văn của huyện Thanh Thủy trùng khớp với thư nhà, chứng tỏ chân tướng đã rõ ràng, theo ý bổn bộ nên lập tức phái Triển hộ vệ bắt Bạch Ngọc Đường về quy án. Tiêu đại nhân nói phải. Nhìn sơ qua quả đúng là như vậy. Chỉ là Bạch Ngọc Đường tuy lãnh lùng cao ngạo, hành động tùy hứng, nhưng không tới mức quan đường ngu muội, không rõ đại cuộc như thế. Nghe giọng điệu của bao đại nhân, dường như đang bao che cho hắn. Có trách bên ngoài đồn đại bao đại nhân và ngũ thử hãm không đảo có giao tình sâu nặng. Tiêu đại nhân nặng lời rồi. Giao tình cũng là vì việc công. Khi xưa trong vụ công chúa đào hôn, cũng may các vị ở hãm không đảo dốc sức tương trợ, vì vậy không cần nhắc mấy chuyện cũ đó.
Bổn bộ chỉ muốn biết Bao đại nhân tính xử trí Bạch Ngọc Đường ra sao, lại tính phán xử sao việc tiểu đệ ta bị đâm một mắt, tất nhiên xử lý theo phép công. Việc thứ nhất, nếu đúng là như vậy, Triển hộ vệ tự biết bắt Bạch Ngọc Đường về xử đúng tội. Còn việc phía sau, vì huyện Thanh Thủy nói không rõ, cũng phải phái Triển hộ vệ tra rõ nội tình rồi mới phán xử. Chẳng hay Tiêu đại nhân còn cao kiến nào khác không? Nhưng không biết khi nào Triển hộ vệ khởi hành đi huyện Thanh Thủy. Thuộc hạ vốn đã định đi, vừa hay thì Tiêu đại nhân tới thăm. Vậy được. Gia mẫu đã bệnh nguy nằm giường vì mấy việc này. Bốn bộ đã xin hoàng thượng nghỉ phép về nhà một chuyến. Không chừng chúng ta sẽ gặp nhau tại huyện Thanh Thủy. Triển mổ tới huyện Thanh Thủy sẽ tranh thủ tới bái kiến Thượng Thư Đại Nhân. Mong là tới lúc đó ngươi có thể bắt Bạch Ngọc Đường tới cùng. Ngươi tạm giữ cái này, xem như ta mời rượu ngươi. Quý khách, không công không nhận lộc, tiểu nhân chưa rõ lắm, đừng lo. Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực là được. Không dò hỏi được, xem như tiền ngươi đã vất vả. Nếu dò hỏi được, ta còn có thưởng sao? Được, đa tạ quý khách, tiểu nhân nhất định dốc hết sức. Nhớ kỹ, tân lang đó tên là Hà Mục Điền. Đi mau về mau, ta đợi tin của ngươi. Được, tiểu nhân đi ngay. Đại nhân, đây là Trương Nhạc Tổng, bổ đầu của huyện. Lúc xảy ra chuyện, hắn đang ở ngoài tra án, sáng nay mới vội vàng về. Tỳ chức Trương Nhạc tham kiến Triển hộ vệ, không cần đa lễ. Tỳ chức rất lấy làm tiếc. Nếu khi đó tỳ chức ở trong huyện thành, là có thể gặp Cẩm Mao Thử đại danh lừng lẫy, không chừng đã bắt hắn về quy án lập đại công. Trương Tổng Bổ Đầu cũng quá khinh địch rồi. Bạch Ngọc Đường hành tẩu giang hồ nhiều năm, có danh có tiếng, không phải là hữu danh vô thực, dễ đối phó. Nếu ngươi gặp được, không nên khinh địch thì hơn. Dạ. Có điều tỳ chức cho rằng Trương Tổng Bổ Đầu lời Triển hộ vệ nói còn gì để biện bạch chứ. Dạ. Không nên chậm trễ. Chắc là Bạch Ngọc Đường chưa rời huyện thành. Người lập tức phái thêm người đi tới các quán trọ, hội quán, trà lâu, quán rượu, âm thầm dò hỏi. Nếu có tin gì, đừng vội manh động, lập tức về báo với ta. Dạ. Nếu có kẻ không nghe điều động, tự ý quyết định kinh động Bạch Ngọc Đường, làm lỡ việc công, vậy thì đừng trách Triển mổ làm theo phép công, phạt nặng không tha. Tỳ chức đã rõ. Ngươi đi trước đi. Ta còn phải bàn bạc với Hứa đại nhân vụ Tiêu Thiên Sủng bị đâm mắt trái. Dạ. Tỳ chức xin cáo lui. Triển hộ vệ, đại nhân có tin rồi. Có tin của Bạch Ngọc Đường rồi. Đúng. Theo thuộc hạ tỳ chức về báo, Bạch Ngọc Đường đang nghỉ ở quán trọ Duyệt Thịnh Thành Đông. Không lầm lẫn chứ? Đúng. Họ tra rồi. Lúc hắn ta vào ở đã đăng ký ba chữ Bạch Ngọc Đường. Được. Triển mổ lập tức tới đó ngay. Triển hồi vệ, có cần tỳ chức đi cùng không? Không cần. Các ngươi đi chỉ e làm hỏng chuyện. Đại nhân, Triển hộ vệ này cũng quá ngông cuồng rồi. Nếu như hắn nói Bạch Ngọc Đường võ nghệ cao cường, sao có chuyện không cần trợ thủ? Hắn quá xem thường huyện Thanh Thủy ta rồi. Ngươi không cần bất mãn. Triển hộ vệ là quan tứ phẩm, cả huyện lệnh thất phẩm ta cũng phải nghe hắn sai khiến đấy. Quý khách, tiểu nhân dò hỏi được tân lang đó là Hà Mục Điền thật. Cha hắn là Hà Trường Sơn, nhà ở cuối phố Tây Đại, hộ lớn riêng biệt, gia cảnh khá sung túc. Cuối phố Tây Đại. Đa tạ. Đa tạ quý khách.
Bạch huynh, đã lâu không gặp, nhìn sắc mặt huynh giống như cố tình tới vì ta. Đúng vậy, nơi có triển chiêu chắc là có sự vụ tranh chấp gì rồi. Đó là vì triển mộ đang có việc công, hễ có sự vụ tranh chấp gì đều buộc phải giải quyết. Rốt cuộc tới vì việc gì cứ nói thẳng ra. Mời huynh tới phủ Khai Phong một chuyến. Chắc không phải triển chiêu hoặc Bao đại nhân mời ta đi dự tiệc chứ? Nếu như ta không muốn đi, có người kiện huynh, tất nhiên buộc phải đi. Kiện ta? Ai kiện? Tội gì? Binh bộ thượng thư Tiêu đại nhân đích thân kiện huynh. Kiện huynh đại náo thượng thư phủ, kinh động Tiêu gia trên dưới, khiến lão phu nhân bệnh nằm giường. Còn nữa, Hứa đại nhân huyện Thanh Thủy cũng trình công văn kiện huynh, nói huynh xem thường triều cương pháp kỷ, gào thét nơi công đường, can thiệp phá án, còn dùng kiếm cắt quan bào chém quan mão, bắt quỳ trước đám đông, khiến hắn mất hết quan quy, xem lễ tiết triều đình như là trò đùa. Lẽ nào huynh đã mặc nhận? Bạch mổ chỉ không muốn biện bạch. Lẽ nào có việc này thật sao? Đúng là có thật. Có điều nội tình phức tạp, không như kẻ khác đã nói, hay là như huynh đã nghĩ. Nếu đã như vậy, huynh càng nên tới phủ Khai Phong một chuyến, bẩm rõ tình hình, biện minh sự tình với Bao đại nhân. Không, hiện Bạch mổ có việc quan trọng hơn cần phải làm. Chỉ có điều tới phủ Khai Phong là việc khó tránh khỏi. Tới lúc thích hợp, Bạch mổ tự nhiên sẽ tới. Nhưng nay triển mổ đang phụng nghiêm lệnh. Triển chiêu, huynh không cần dùng mấy lời này ép ta. Huynh tưởng Bạch Ngọc Đường ta cũng như huynh là kẻ khom lưng cúi đầu mặc người ta sai khiến tới lui sao? Bạch Ngọc Đường, chúng ta biết nhau nhiều năm, tuy không có giao tình sâu nặng nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau. Ta có ý tốt khuyên nhủ huynh đừng mở miệng là đã kích người khác. Bạch Ngọc Đường chỉ có gì nói đó, không có ý đã kích ai. Ta có việc phải đi gấp, mời huynh tránh ra. Dù việc của huynh gấp tới đâu, chỉ cần không thể bàn giao đúng phép công, triển chiều cũng không thể nhường đường. Được, vậy thì chúng ta cứ đấu một phen. Dù có phải đấu một phen, triển chiêu cũng chưa chắc sợ huynh. Có điều giữa công và tư phải nên phân rõ ràng. Chúng ta nên nói rõ việc công trước, sau đó sẽ chọn ngày, chọn nơi hẻo lánh. Cho dù đại chiến 3 ngày 3 đêm, triển chiêu cũng theo tới cùng. Hôm nay quả thật Bạch mổ đang có việc gấp, nên nhường huynh một bước. Huynh nói thử xem, rốt cuộc phải làm sao mới có thể nói rõ việc công? Dù hiện tại huynh không thể tới phủ Khai Phong, ít ra thì huynh phải nói qua tình tiết vụ án, triển chiêu mới có thể tiện bề ăn nói. Ta nói rồi, vụ này tình tiết phức tạp, đôi ba lời không thể nói rõ ràng được. Tại sao huynh phải làm loạn công đường? Ý có võ công cao cường, uy hiếp quan huyện, can thiệp phán xử. Sao gọi là làm loạn công đường, can thiệp phán xử? Nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, nếu huynh cũng ở công đường, tận mắt nhìn thấy cẩu quan có ý bất công, phán xử không công bằng, muốn đánh dân thường từ nguyên cáo thành bị cáo, huynh sẽ làm gì? Huynh sẽ mắt nhắm mắt mở, làm trái lương tri, mặc hắn phán bừa, hay là không nỡ nhìn, quay người bỏ đi cho xong? Hay là huynh cũng làm như Bạch mổ, trượng nghĩa đứng ra nói lý lẽ, không thẹn với lòng? Triển chiêu, huynh sẽ làm gì? Vậy huynh giải thích sao chuyện của Tiêu gia? Tại sao huynh đại náo Tiêu gia, khiến Tiêu lão phu nhân tức giận đổ bệnh? Sao huynh phải sỉ nhục mệnh quan triều đình, khiến cho hắn quỳ trước đám đông mất hết uy nghi? Hỏi hay lắm. Tiêu gia ỷ thế hiếp người quá đáng, cướp tân nương của người khác chiếm làm của mình, lại giết bà Mai bịt miệng,
uổng cho Tiêu lão phu nhân là cáo mệnh phu nhân, lại trừng mắt nói dối, muốn một tay che trời. Cậu quan đó vì muốn định bợ Tiêu gia, làm trái lương tâm. Bạch Ngọc Đường biết rõ nội tình, sao có thể xem như không thấy mà khoanh tay đứng nhìn? Sở dĩ ta cắt quan bào chém quan mão mới khiến hắn quỳ xuống nhận lỗi, cũng vì trong lòng còn có pháp chế triều đình, không làm quá thêm. Quỳnh có từng nghĩ tới không? Về chuyện này Tiêu đại nhân và Hứa Quyện lệnh không hề nhắc tới, nên huynh một lòng cho rằng sai là ở chỗ Bạch Mổ. Triển Chiêu, huynh cũng từng cầm kiếm phiêu bạc, cũng từng làm việc hiệp nghĩa. Chỉ tiếc huynh ở trong cửa quan đã lâu, một chút lòng hiệp nghĩa, một chút lòng thương xót, e là đã không còn từ lâu rồi. Bạch Ngọc Đường, huynh đừng phán bừa. Triển Mổ đương nhiên không tới mức đó. Vậy thì tốt. Có câu thân ở chốn công dễ tu hành, câu này nói dễ làm khó. Chúng ta từng xưng hùng giang hồ, nay Bạch Ngọc Đường ta vẫn là ta, như cánh chim bay lượn tự do trên trời. Còn huynh, huynh thì sao? Ta lo là huynh bị chức vụ trói buộc, không thể theo ý mình, mặc cho người khác sai khiến, như chó giữ nhà. Mặc cho chủ nhân sai khiến. Bạch Ngọc Đường, huynh đừng thừa cơ sỉ nhục ta. Không phải sỉ nhục. Như huynh vừa nói, chúng ta tuy không có giao tình sâu nặng, nhưng vẫn trọng lễ quân tử, xem trọng nhau. Nếu 10 năm sau chúng ta còn duyên gặp lại, mong rằng huynh vẫn có thể hiên ngang ngạo nghễ. Bạch Ngọc Đường đã nói hết, mời nhường đường. Huynh muốn đi đâu? Nơi Bạch Mổ muốn đi, không tiện nói rõ. Triển Chiêu, huynh không phải tới một mình. Triển Chiêu quả thật đi một mình. Huynh quay lại nhìn xem. Quả ra huynh đã sắp xếp người mai phục. Huynh đừng hiểu lầm, Triển Mổ không phải là loại tiểu nhân vậy. Là kẻ nào? Ra đi. Triển hộ vệ, lý nào là vậy? Các ngươi theo làm gì? Ty chức lo nghĩ cho Triển hộ vệ. Nếu Bạch Ngọc Đường võ nghệ cao cường, chúng tôi ở bên tương trợ, không chừng có thể giúp Triển hộ vệ bắt sống Bạch Ngọc Đường. Các ngươi muốn bắt sống ta, đúng là nực cười. Dù Triển Chiêu có thêm mấy kẻ vô dụng các ngươi, Bạch Ngọc Đường vẫn không xem ra gì. Lên đi. Bạch Ngọc Đường, huynh đừng hiểu lầm. Triển Chiêu ta trước nay đã nói là làm. Ngươi đừng tưởng thân là tổng bổ đầu là có thể vọng tưởng quyền quý, không chịu làm theo lệnh. Sau khi trở về, ta phải bắt Hứa đại nhân phạt nặng ngươi. Đi mau. Huynh không hổ vẫn là Triển Chiêu. Nếu đã như vậy, Bạch Mổ có một ý nhỏ. Huynh có ý gì? Huynh có thể tới Tiêu gia, tìm hiểu rõ nội tình vụ án này. Đặc biệt là tổng quản họ Dương kia là nhân vật quan trọng, quyết không thể bỏ qua. Đợi huynh tra rõ chân tướng, chúng ta mới nói lý tiếp. Cáo từ. Sao hả? Hai vị không tin tại hạ chính là Bạch Ngọc Đường thật sao? Chúng tôi không quen biết các hạ, tại sao các hạ phải đứng ra giúp đỡ? Vì Bạch Mổ là bằng hữu mới kết giao. Bằng hữu có việc, tất nhiên dốc sức tương trợ. Chỉ tiếc dân bẩm trung đã chết, không thể chứng thực với hai vị. Chết rồi sao? Hèn chi ta tới dân gia tìm không được người, sao quân ấy lại chết? Bị
bị tổng quản Tiêu gia âm thầm hạ độc. Ta cũng đã tự tay chôn cất ông ấy. Trước lúc chết, ông ấy nhờ ta chăm sóc ái nữ, đồng thời trả thù Kiêu Quang giúp cho ông ấy. Đây cũng là nguyên nhân ta biết tung tích của hai vị. Chuyện này đã kinh động tới phủ Khai Phong. Triển Chiêu đã tới huyện Thanh Thủy. Dù Tiêu gia có con làm thượng thư, e là cũng không thể dẹp yên. Bạch Mổ chỉ lo mỗi một chuyện khác. Cậu lo chuyện gì thế? Tổng quản Tiêu gia rất đáng nghi, nên sau này tội danh cũng nặng nhất. Hắn đã là chó cùng dứt dậu, không còn lựa chọn. Bạch Mổ lo hắn tìm được Hà Mục Điền và vấn thu trước, e là sẽ bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn hại hai người họ. Nếu đã như vậy, đời này Bạch Mổ khó lòng ăn nói với dân Bẩm Trung dưới suối vàng, và cũng sẽ sống hổ thẹn cả đời. Cho nên nhờ hai vị nói cho ta biết chỗ ở của họ. Cậu nói không sai, tổng quản Tiêu gia cũng từng tới nhà cảnh cáo, nếu như tìm được Hà Mục Điền sẽ đánh chết nó đi. Ông à, ta thấy vị tráng sĩ này đáng tin cậy, hay là chúng ta cứ nói đi. Được. Cô của Mục Điền ở quê, rời cửa đông đi thẳng tới miếu hoàng đế quẹo trái. Ở giữa có căn nhà cũ, đó là gia sản tổ truyền của Hà gia. Có điều nhiều năm không người ở, sau đó mới đi về hướng bắc. Có một đường mòn. Chàng quyết định sao rồi? Sáng mai về Quyện Thành. Đúng. Tiếp tục kéo dài, quan phủ sẽ cho là ta đang sợ tội bỏ trốn, tội danh càng nặng hơn. Vẫn là sớm tự thú thì hơn. Cũng tốt. Đêm nay e là nửa đời sau của chúng ta cũng sẽ không thể nào quên. Kẻ nào? Cô là Dân Vấn Thu? Tất nhiên hắn là Hà Mục Điền. Sao huynh biết tên của chúng tôi? Trên đường đón dâu, ta từng thầm thán giai nhân như vậy. Tất nhiên ta ghi khắc khó quên. Là Tiêu gia phái người tới sao? Tiêu gia không xứng. Người muốn ta tới họ Dân. Ông ấy là Dân Bẩm Trung. Dân Bẩm Trung, đó là gia phụ. Không, cô nên gọi là tiên phụ. Cô đừng nói bừa. Cha ta trước nay khỏe mạnh, cha ta đang sống rất tốt. Ông ấy đã bị tổng quản họ Dương hạ độc chết. Không thể nào. Chuyện này quả thật khiến người ta không muốn tin. Đáng tiếc là chuyện này hoàn toàn chính xác. Chính tay ta đã chôn cất và lập mộ bia cho ông ấy.
Tứ phẩm đới đa hộ vệ triển chiêu tham kiến Tiêu đại nhân. Không cần đa lễ, mời ngồi. Đa tạ Tiêu đại nhân. Chắc là triển hộ vệ đã tìm được cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường rồi. Chẳng những tìm được Bạch Ngọc Đường, hơn nữa còn cùng hắn tranh luận kịch liệt. Triển hộ vệ chưa bắt hắn về quy án sao? Không có. Tại sao? Không đủ sức bắt, hay còn nguyên nhân nào khác? Thật không dám giấu, quả thật còn nguyên nhân khác. Hóa ra là như vậy. Bốn bộ cũng muốn nghe rõ sự tình. Triển chiêu cũng tới vì việc này, muốn thỉnh giáo Tiêu đại nhân vài vấn đề. Triển chiêu trước nay thẳng thắn, nếu lúc nói chuyện có chỗ đắc tội, xin tạ tội trước. Ngươi nói đi. Tiêu đại nhân giữ chức quan lớn trong triều, lão phu nhân còn là cáo mệnh nhất phẩm, tuổi cao vọng trọng. Đại lễ thành hôn của lệnh đệ chắc chắn phải cực kỳ long trọng. Khoan đã. Triển hộ vệ không bàn vụ Bạch Ngọc Đường, cũng không nhắc chuyện tiểu đệ bị đâm, tại sao lại có hứng thú với hôn lễ của Tiêu gia vậy? Vì tất cả ân oán đúng sai đều do hôn sự này mà ra. Theo Triển chiêu tra xét được, với vinh hoa phú quý như Tiêu gia, chẳng những Tiêu đại nhân không về phủ dự lễ, thậm chí thế nào? Tại sao không nói tiếp? Thậm chí hoàn toàn bỏ qua trình tự cần thiết như là gửi thiệp, đính hôn, thành hôn. Theo tục lệ cơ bản, bên Nam nên có phu nhân rước dâu, nhưng không biết người này là ai. Bên Nữ nên có phu nhân đưa dâu, cũng không biết người này là ai. Còn người mai mối, Triển chiêu còn nghe nói đã bị giết người diệt khẩu. Mọi chuyện này không biết Tiêu đại nhân giải thích như thế nào. Hỏi hay lắm. Triển hộ vệ hỏi rất hay. Đây cũng là bốn bộ về tới phủ thì mới rõ được sự tình. Thật không dám giấu, lần này tiểu đệ thành thân là vì cướp dâu. Theo luật, nó đã phạm tội cướp dâu. Bốn bộ đang định tố cáo lên quan, trị tội theo luật. Nhưng không biết ngoài việc này ra, Triển hộ vệ còn muốn biết chuyện gì nữa? Tiêu đại nhân một lời giải thích rõ, quả nhiên cao minh. Nhưng không biết bà Mai đó hiện giờ đang ở đâu. Nghe tổng quản trong phủ nói, bà Mai đó là người Giang Nam, vì có công hỗ trợ cướp dâu. Tiểu đệ đã tặng cho bà ta phần thưởng hậu hĩnh, đã trở về Giang Nam rồi. Lẽ nào Triển hộ vệ cũng muốn gặp bà ta? Bà ta là nhân chứng quan trọng trong vụ án này. Vậy cũng không khó. Bốn bộ có thể phái người về phương Nam tìm kiếm bà ta. Có điều e là không chỉ 9-10 ngày hoặc 2-3 tháng mới tìm được. Nhưng theo Bạch Ngọc Đường nói thì lại hoàn toàn trái ngược lại. Bốn bộ là quan nhất phẩm đương triều, Bạch Ngọc Đường là hạng giang hồ lỗ mãn. Lẽ nào Triển hộ vệ lại tin Bạch Ngọc Đường mà không tin bốn bộ? Theo Triển chiêu biết, Bạch Ngọc Đường đó tuy không câu nệ tiểu tiết, nhưng là người ngay thẳng, hào hiệp. Hắn tuy tính tình ngạo mạn, nhưng chưa từng dối trá. Triển chiêu hoàn toàn tin tưởng việc này. Nghe giọng điệu của Triển chiêu, dường như còn muốn ám chỉ điều gì.
Tiêu đại nhân là trọng thần triều đình, là rương cột nước nhà, hoàng thượng hết mực trọng dụng, chỉ có hơn chứ không thua gì Bao đại nhân. Đại nhân là quan thanh liêm trong triều, ai ai cũng biết. Xin thứ lỗi triển chiêu to gan. Tiêu đại nhân không thể có nửa lời dối lòng. Lý nào là vậy? Ngươi nói câu này không chỉ quá phận, còn sỉ nhục trọng thần. Nếu bổn bộ không nể tình Bao đại nhân, thì ngay lúc này sẽ lập tức ra lệnh đuổi khách. Triển chiêu không phải khách tới thăm, mà là phụng lệnh tra án. Nếu như Tiêu đại nhân cho rằng Triển chiêu nói lời không thỏa đáng, trái với thân phận, cứ việc kiện cáo với Bao đại nhân để ngài phạt nặng. Có điều Triển chiêu đang có công vụ, với bất cứ manh mối gì cũng phải làm đúng phép công, không thể lơ là. Làm đúng phép công là đúng. Bổn bộ đã trả lời tất cả câu hỏi của người, nhưng người lại không tin. Không phải Triển chiêu không tin, vì đại nhân không phải là đương sự. Triển chiêu muốn gặp mặt đối chất với tổng quản họ Dương. Vậy thì có hề gì? Thế Toàn, có Thế Toàn. Tham kiến Triển hộ vệ đi. Dạ. Dương Thế Toàn, tổng quản thượng thư phủ, tham kiến Triển hộ vệ. Quá lời. Triển hộ vệ muốn đối chất chuyện gì với hắn? Bẩm đại thiếu gia, vừa rồi Thế Toàn hầu ở phía sau. Thế Toàn đã nghe chuyện Triển hộ vệ và đại thiếu gia nói. Nếu như Triển hộ vệ muốn hỏi, vẫn là mấy vấn đề đó. Thế Toàn cũng chỉ có đáp án như đại thiếu gia. Lý nào là vậy? Lẽ nào ngươi đã thông đồng nhất trí câu trả lời với Tiêu đại nhân trước? Triển chiêu, dù gì hắn cũng là tổng quản Tiêu phủ, trong lúc nói không thể quát tháo như thế. Nếu đã như vậy, Triển mỗ cũng không cần tốn hơi nữa. Không nói được, chúng ta đành gặp ở phủ Khai Phong. Bổn bộ cũng phải tố tội người, tra án bất công, đổi trắng thay đen, lật lộng đúng sai. Bổn bộ muốn xem thử hoàng thượng ân sủng ngươi cỡ nào. Cáo từ. Ngươi nghĩ xem, Triển chiêu sỉ nhục ngươi trước đám đông, sau này ngươi làm sao đứng vững ở huyện Thanh Thủy? Ai còn sợ ngươi? Ai còn nghe ngươi? Lẽ nào ngươi muốn ta nghe ngươi, làm theo ý ngươi? Vậy có gì không tốt? Sao ngươi không thử nghĩ, một tháng ngươi nhận không tới 22 lượng bạc, 10 năm chỉ mới có 200 lượng. Ngươi phải làm bao lâu mới được 1.000 lượng? Phải chịu bao nhiêu nhục, chịu bao nhiêu hà hiếp? 1.000 lượng. Không sai, 1.000 lượng, không thiếu một phần. Dù gì ngươi cũng đang nghe lệnh của quan huyện, xem như làm đúng phép công. Một đao xử lý hai người, chỉ cần báo chúng kháng cự, ngươi buộc phải tự vệ mới giết người, ai có thể trách ngươi? Chúng là thư sinh với nữ tử yếu đuối, nếu nói kháng cự bên trên sẽ không tin. Ngươi hồ đồ rồi. Loại người đó không kháng cự hành hung, vậy mắt trái của nhị thiếu gia sao lại bị mù? Đây là ngân phiếu 200 lượng, xem như là tiền cọc. Xong việc sẽ bù đủ 800 lượng cho ngươi. Hơn nữa Tiêu gia mãi mãi nợ người ân tình trả không hết. Lão gia, lão gia, phu nhân, có chuyện vui. Thiếu gia bình an trở về rồi. Mục Điền về rồi. Dạ phải, nó đâu? Cha, mẹ. Mục Điền. Cha, mẹ. Đúng là Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Còn đây chắc là dân cô nương rồi. Không sai, đúng là nương tử chưa vào cửa của con. Dương Triều tham kiến bá phụ, bá mẫu. Không cần đa lễ. Ta chỉ nghe nói con học rộng hiểu nhiều, hiền lành đáng yêu, nhưng không ngờ, thật không ngờ, về là tốt rồi.
chúng ta có thể báo với thân hữu tổ chức tiệc mừng. Bà đừng nóng vội, bà đừng quá mừng rồi hồ đồ. Bà đừng quên, dân cô nương đang phải đội tang cha. Việc tổ chức tiệc mừng thì phải tính kế lâu dài. Xin lỗi, thiếp đúng là mừng quá hồ đồ. Dân cô nương, cô ngồi đi. Mục Điền, sao hai con lại về đây được? Ta nghe nói huyện lệnh đã phát lệnh truy nã hai con rồi. Con không sợ, là con đã đâm hắn bị thương. Con vốn định đi tự thú, huống chi bây giờ Vấn Thu là khổ chủ, cô ấy càng nên đứng ra kiện cáo đòi lại công bằng. Tuy nói vậy là không sai, nhưng mà Tiêu gia giàu có quyền có thế, chỉ e là quan quan bao che. Hà bá phụ, người không cần lo lắng, con nhất định đòi lại công bằng. Còn có Bạch Ngọc Đường, Bạch Đại Hiệp, huynh ấy là bằng hữu của tiên phụ, không kiện được ở chỗ huyện nha, con sẽ kiện lên phủ khai phong. Là Bạch Đại Hiệp nói vậy sao? Là huynh ấy nói. Cậu ấy đúng là đại ân nhân. Cậu ấy không cùng với hai con về sao? Huynh ấy nói nhà chúng ta đoàn tụ, huynh ấy không tiện làm phiền, cho nên đã đi dạo gần đây, lát nữa sẽ đón tụi con tới phủ khai phong. Hóa ra là vậy. Đây có phải là Hà gia không? Các hạ, ta là Trương Nhạc, tổng bổ đầu huyện Thanh Thủy. Hai người chắc chắn là trọng phạm truy nã Hà Mục Điền, dân Vấn Thu rồi. Ta là Hà Mục Điền, người bị truy nã đúng ra chỉ có mình ta, không liên quan cô ấy. Trên công văn viết rõ ràng, hai người đều bị truy nã. Đi, theo ta về huyện nha. Không, chúng tôi không đi. Chúng tôi phải đi phủ khai phong. Đừng nhiều lời với Trương gia ta. Đi hay không? Không đi ta xem các ngươi như kháng cự. Giết không cần hỏi tại đây. Trương gia, Trương bổ đầu, có gì từ từ nói. Chuyện này có nhiều quẩn khúc, xin hãy nghe lão hủ giải thích. Cút ra. Cha, nếu các ngươi không chịu đi, Trương gia sẽ xử tội kháng cự. Chém hai người xong, ta về lãnh thưởng. Bạch Ngọc Đường, nếu ngươi dãy mà thoát được, Bạch Mổ sẽ bái ngươi làm thầy. Ngươi giỏi cho cẩu nô tài hung ác, bạc tai của Triển Chiều vẫn không đánh cho ngươi tỉnh được. Ai phái ngươi tới giết ngươi diệt khẩu? Nói. Ta thân là bổ đầu, phụng lệnh truy bắt tòng phạm. Ta làm đúng phép công. Dù sai ngươi bắt người, cũng không bắt người giết người. Bạch Mổ đưa ngươi đi gặp Triển Chiêu, cũng để gặp mặt hỏi hắn. Bốn chữ làm đúng phép công này nên giải thích thế nào đây? Chuyện này không liên quan Triển Chiêu, là huyện thái gia ra lệnh. Nói vậy là cẩu quan đó bắt ngươi giết người diệt khẩu à? Nói. Không, ta không giết người diệt khẩu. Nếu ta tới trễ một bước, bốn người họ làm gì còn mạng? Dù ngươi nghe ai sai khiến, Triển Chiêu vẫn phải giải thích với ta. Ngươi tự nói đi, rốt cuộc là ai phái ngươi đi giết người diệt khẩu, giết hại khổ chủ? Lẽ nào là Hứa đại nhân sao? Không phải. Triển hầu vệ tuyệt đối đừng hiểu lầm, hạ quan dù sao cũng không thể hạ lệnh như vậy, tuyệt đối không có. Không sai, cẩu quan ngươi chưa dám to gan như vậy đâu. Bạch Ngọc Đường, chúng tôi đang bàn việc công, huynh nói chuyện không cần hạ khắc như thế. Sao hả? Rõ ràng hắn là cẩu quan, lẽ nào còn muốn Bạch Ngọc Đường ta ca tụng công đức của hắn? Triển Chiêu, thật ra huynh cũng không cần tra hỏi, chúng ta đã quá rõ kẻ sai khiến là ai. Nay ta chỉ muốn huynh hứa với ta một chuyện mà thôi. Hứa chuyện gì? Ta giao Vấn Thu và Hà Mục Điền cho huynh, để huynh hộ tống họ tới phủ khai phong, kêu quan với bao đại nhân. Nếu như hai người họ có gì bất trắc giữa chúng ta, e là phải có một người nằm dưới kiếm đối phương. Huynh có đồng ý không? Triển Mỗ đồng ý. Bạch Đại Hiệp, huynh muốn đi đâu?
Ta lo là hung thủ hại chết phụ thân cô, giết bà Mai sẽ cao bay xa chạy. Ta phải đích thân tới Tiêu gia, giải hắn tới phủ Khai Phong. Đây là việc công, nên để ta đi. Chẳng phải là huynh đã đi rồi sao? Kết quả được gì không? Đừng quên, huynh mặc quan phục, làm gì cũng vướng bận, đâu thể tự do như Bạch Ngọc Đường ta. Đại nhân mời Bạch Ngọc Đường. Thảo dân Bạch Ngọc Đường bái kiến Bao đại nhân. Đại nhân, vừa rồi bổn phụ đã nghe Triển hộ vệ nói rõ đầu đuôi, trong lòng vô cùng cảm khái. Nghe nói người ở trước đại đường huyện Thanh Thủy từng nói rõ ràng, đời này ngươi chỉ quỳ thiên địa quân thân sư. Nhưng theo bổn phủ nhớ, bổn phủ từng gặp ngươi nhiều lần, ngươi đều quỳ bái theo lễ, không hề làm trái. Vậy là tại sao? Chỉ vì Bạch Ngọc Đường tôn kính Bao đại nhân. Nếu đã có tôn, tất nhiên sẽ xem như thân trưởng. Nếu đã có kính, tự nhiên cũng như sư trưởng. Bái kiến là lẽ đương nhiên. Thảo dân tôn Bao đại nhân trung với nước, liên minh cương trực. Thảo dân kính Bao đại nhân thương dân như con, phán án như thần. Trước bậc hiền thần như vậy, Bạch Ngọc Đường tuy là hạng lỗ mãn giang hồ, nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa nên có, quyết không thể có chỗ trái phận. Lời Triển Chiêu nói quả nhiên không sai. Mời Bạch Ngũ Hiệp đứng lên. Đa tạ Bao đại nhân. Hai vị, một ở trong triều, một trong giang hồ, thân phận có khác, suy nghĩ cách làm cũng có khác biệt lớn. Thật ra đều rất xuất sắc, khó phân hơn thua. Bổn phủ chỉ hy vọng hai vị sớm quá giải khúc mắc, trở thành tri kỷ. Đành vậy, chuyện thân sơ này khó lòng gượng ép, chi bằng bàn chuyện chính trước. Bạch Ngũ Hiệp nghĩ sao về vụ án này? Rất đơn giản. Tiêu gia ỷ thế hiếp người, sợ bại lộ còn giết người diệt khẩu. Đã có hai người liên tiếp mất mạng, nay người có liên quan đều đã tới phủ Khai Phong. Xin mời đại nhân đích thân thăng đường xét xử. Vụ này nhìn bề ngoài không phải vụ kinh thiên động địa, nhưng có liên quan tới binh bộ thượng thư Tiêu đại nhân, trước nay được xem là quan thanh liêm. Khoan đã Bao đại nhân. Bạch Ngũ Hiệp, Tiêu thượng thư đó trước đây có lẽ là quan thanh liêm, nhưng với vụ án liên quan tới mình, ông ta hiển nhiên đã làm trái phận, có thái độ bất công. Tại sao Bạch Ngũ Hiệp võ đoán vậy? Nếu đại nhân không tin, chỉ cần thăng đường tra hỏi là sẽ biết ngay. Bạch Ngọc Đường, có thảo dân, người đứng lên trả lời. Đa tạ Bao đại nhân. Tiêu Thiên Sủng, có thảo dân. Dân Vấn Thu tố cáo ngươi, kiện ngươi không qua mai mối, lợi dụng dân Vấn Thu qua Hà Phủ thành thân, bắt cóc về Tiêu phủ. Hơn nữa mạo nhận Hà Mục Điền, mưu đồ sau khi biến giả thành thật, chiếm làm của mình. Ngươi có thừa nhận tội cướp dâu này không? Thảo dân nhận tội. Thảo dân nguyện chịu phạt. Ngươi còn một tội khác. Sau khi dân Vấn Thu vạch trần thân phận ngươi, ngươi đam thầm bỏ thuốc mê, muốn thừa lúc hôn mê cưỡng bức đối phương, thỏa mãn dục vọng, ngươi có nhận tội không? Bẩm Bao đại nhân, thảo dân không có ý cưỡng bức dân Vấn Thu.
Chỉ là cô ta ở Tiêu phủ, tâm trạng cực kỳ bất an. Thảo dân sợ cô ta có điều bất trắc, cho nên mới cho ít thảo dược an thần vào trong thức ăn. Thảo dân cũng thừa nhận việc này không thỏa đáng, xin đại nhân phán xử tội tương ứng. Có điều thảo dân thật không có ý cưỡng bức, xin bao đại nhân minh giám. Nhưng Hạ Mục Điền trà trộn vào Tiêu gia, lại tố giác tận mắt chứng kiến người quả thật có ý cưỡng bức. Bẩm bao đại nhân, đó là vì sau khi Thảo Dân cướp dâu, Hạ Mục Điền ôm hận trong lòng, cho nên mới mua chuộc tổng quản nhà bếp là Lão Bành trà trộn vào Tiêu gia, mưu đồ hại Thảo Dân để trả thù. Mắt trái của Thảo Dân bị hắn đâm mù, đây chính là chứng cứ xác thực. Thảo Dân xin bao đại nhân giải quan giúp. Bao đại nhân, rõ ràng là hắn nói bừa. Dân vấn thu, trên đường bổn phủ tự có đường quy, bổn phủ chưa hỏi ngươi, ngươi không được chen ngang tranh luận, nếu không bổn phủ xử ngươi theo đường quy. Dạ. Hà Mục Điền, có Thảo Dân, sự thật ngươi nhìn thấy khi đó là gì? Ngươi phải thành thật nói ra, không được có nửa lời bịa đặt phóng đại. Dạ. Quả thật, chính mắt Thảo Dân nhìn thấy Tiêu Thiên Sủng tự ý cởi y phục, tiến gần Dân Vấn Thù đang mơ hồ, mưu đồ cưỡng bức. Dân Vấn Thù ra sức chống đỡ, nhưng lực bất tòng tâm. Thảo Dân buộc phải xông vào phòng, muốn ngăn cản hắn. Ai ngờ, trong lúc giằng co với Tiêu Thiên Sủng, đã vô ý đâm mù mắt hắn. Dân Vấn Thù, ngươi là khổ chủ, bổn phủ muốn nghe lời khai của ngươi. Bẩm bao đại nhân, tình hình lúc đó đúng như Hà Mục Điền đã nói. Tiêu Thiên Sủng quả thật có mưu đồ cưỡng bức dân nữ, nửa tỉnh nửa mê, muốn gạo nấu thành cơm, muốn dân nữ thuận theo ý của hắn. Tiêu Thiên Sủng, hai người họ đã nói rành rành, ngươi còn gì để nói nữa không? Bẩm bao đại nhân, tuy Thảo Dân từng phạm lỗi, nhưng đã nhận tội mình làm. Chỉ có tội cưỡng bức này Thảo Dân không thể nhận. Lý nào là vậy? Có khổ chủ tố cáo ngươi, có nhân chứng chỉ chứng là ngươi, hơn nữa người trước là cướp dâu, theo lý tất nhiên ngươi có lý do phạm tội cưỡng bức. Ngươi còn muốn chối cãi sao? Bao đại nhân minh giám, Thảo Dân không chối cãi, mà là Thảo Dân cướp dâu khiến họ ôm hận trong lòng, nên mới thông đồng mưu đồ khiến Thảo Dân thêm tội để trả thù, nên Thảo Dân không thể nhận tội. Mong bao đại nhân phải tra rõ phán xử cho công bằng. Đôi bên cố chấp ý mình, hiện bổn phủ khó đoán định. Có điều bổn phủ nhất định phải tra rõ rồi mới phán định. Bao đại nhân, người muốn nói gì? Bà Mai bị giết bịt miệng và Dân Bẩm Trung bị hạ độc chết, đây đều là tội của Tiêu gia đã phạm. Người đừng nóng vội, bổn phủ sẽ thẩm tra từng việc một. Dương Thế Toàn, có Thảo Dân. Theo Bạch Ngọc Đường tố cáo, người thân là tổng quản Tiêu gia, sau khi cướp dâu vì sợ lộ chuyện nên đã giết bà Mai bịt miệng, có việc này không? Bẩm bao đại nhân, đây đều là lời nói một phía của Bạch Ngọc Đường. Thảo Dân không có giết hại bà Mai. Nếu không giết hại, vậy thì bà Mai ở đâu? Vì việc cướp dâu, vị thiếu gia cảm kích bà ta, kêu Thảo Dân thưởng cho 1000 lượng bạc. Bà ta vui mừng đã về Giang Nam rồi. Trước đó triển hộ vệ tới Tiêu phủ tra án, binh bộ thượng thư Tiêu đại nhân cũng đã nói như vậy với triển hộ vệ. Bẩm đại nhân, Tiêu đại nhân quả thật đã từng nói như vậy. Có điều đây có lẽ là lời một phía của Dương Thế Toàn nói với Tiêu đại nhân, chưa thể tra rõ. Bẩm bao đại nhân, Tiêu gia tất nhiên cá mè một lứa bao che cho nhau. Rõ ràng bà Mai đó đã bị Tiêu gia giết hại. Ngươi khẳng định như vậy, có chứng cứ gì không? Chuyện này là chính mắt Dân Bẩm Trung nhìn thấy, chúng khiêng xác đi chôn cất. Vậy Dân Bẩm Trung ở đâu? Dân Bẩm Trung cũng bị Tiêu gia hạ độc chết rồi.
Sao ngươi có thể khẳng định chắc chắn là do Tiêu gia hạ độc? Tức lúc Dân Bẩm Trùng chết, từng để lại quyết thư ở trên vách. Quyết thư viết thế nào? Viết mấy chữ Tiêu tổng quản, tiểu nữ. Chắc chắn ông ấy đã thoi thớp, cho nên chỉ viết kẻ hạ độc là tổng quản Tiêu gia. Viết hai chữ tiểu nữ là hy vọng Thảo Dân chăm sóc thỏa đáng. Bẩm đại nhân, đây là suy đoán theo ý của Bạch Ngọc Đường. Vì chuyện cướp dâu, Dân Bẩm Trung từng tranh chấp với Thảo Dân, cho nên đủ rồi, ngươi không cần biện bạch. Bổn phủ tự có suy xét. Bạch Ngọc Đường, ngươi phải biết đây là công đường tra án, phải đúng pháp luật, phải có tội chứng xác thực. Chỉ dựa vào lời tố cáo của ngươi, bổn phủ khó mà phán xử. Bao đại nhân, lẽ nào Bạch Mổ nói dối sao? Dù ngươi chưa từng nói dối, bổn phủ cũng không thể dễ dàng tin vào lời một phía của ngươi được. Vậy tại sao Bao đại nhân lại tin lời của Dương Thế Toàn và Tiêu Thiên Sủng nói? Bao đại nhân phán như vậy, lẽ nào là đúng? Im miệng, đây là công đường của bổn phủ, lẽ nào ngươi cũng dám làm càn? Không phải làm càn, mà là trong lòng không phục. Ngươi đừng nóng vội, bổn phủ tự có lúc khiến ngươi sẽ phục. Về việc bà Mai mất tích hay là bị giết người diệt khẩu, và Dân Bẩm Trung rốt cuộc là uống độc tự vẫn hay là bị người khác hạ độc, này chưa đủ tội chứng, bổn phủ sẽ tra xét rõ hơn, chọn ngày khác xử tiếp. Những người dưới đường tạm về ở dịch quán, bổn phủ phái người canh giữ, không được rời đi. Có điều trong các ngươi có một người phải vào đại lao chờ thẩm tra. Trương Nhạc, có ti chức, người thân là tổng bổ đầu huyện Thanh Thủy, thân là giữ chức quan. Theo Triển Hộ Vệ thuật lại, người mượn cớ huyện nhà truy bắt nghi phạm để giết hại họ, biết pháp phạm pháp, tội như bá tánh. Người đâu? Có. Giải Trương Nhạc vào đại lao trước, chờ xét xử sau. Những người khác về dịch quán bố trí canh chừng. Bao đại nhân, bãi đường. Bây giờ chắc ngươi đã hiểu, triều đình tra án đều có quy tắc thể chế, không thể tùy hứng như trên giang hồ được. Nếu nói ai có tội, kẻ đó liền có tội. Nói ai vô tội, kẻ đó liền vô tội. Vậy còn cần luật pháp triều đình để làm gì? Nhưng Thảo Dân biết rõ, Tiêu Thiên Sủng và Dương Thế Toàn, đó là kẻ đầu sỏ, một kẻ sai khiến, một kẻ giết người. Dù là như vậy, cũng phải có đủ tội chứng thì mới phán xử được. Nếu không, dân nghèo, người kiêu quan, chẳng phải đại loạn kỷ cương sao? Người giang hồ có thù oán liền dễ dàng đoạt mạng người. Nếu như là vậy, chẳng phải khiến lòng người hoang mang, thiên hạ đại loạn sao? Đại nhân, Bạch Ngũ Hiệp thấy người gặp nạn, nghĩa hiệp tương trợ, đây quả là chuyện thật. Có điều Bạch Ngũ Hiệp có lẽ đã rõ khổ tâm của Bao đại nhân. Thảo Dân đã thấy rõ đại nhân có điều khó xử trước công đường. Thảo Dân cũng hiểu đại nhân đã dụng tâm khó nhọc. Vậy thì tốt. Trước khi ngươi tới khai phong, bổn phủ đã bàn bạc vụ này với Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh, ông nói rõ đi. Dạ. Vụ này đã xác nhận rõ được hai điểm trên công đường. Một là Tiêu phủ quả thật có cướp dâu, hai là Hà Mục Điền đâm mù mắt trái của Tiêu Thiên Sủng vì dân vấn thu. Còn tội danh khác cũng khó tra rõ. Thảo Dân xin nghe tường tận. Hà Mục Điền đã nói hắn dẫn dân vấn thu bỏ trốn là được Bành Thúc tổng quản nhà bếp mở cửa sau giúp. Vậy có thể thấy Bành Thúc là nhân vật mấu chốt. Còn Dân Bẩm Trung bị hạ độc hay uống độc tự vẫn đều liên quan tới chữ độc. Chỉ cần lần theo độc đó là không khó lần ra manh mối để tìm đáp án.
Công Tôn tiên sinh quá là sáng suốt tỉ mỉ, không dám. Còn chi tiết khác chắc là đại nhân đã có định liệu. Triển hộ vệ có thuộc hạ, cậu lập tức tới Hà Gia do hỏi nơi tổng quản nhà bếp họ Bành đang ẩn nấp, mau chóng đưa về làm chứng. Dạ. Dương Triều, Mã Hán. Dạ. Hai người đến huyện Thanh Thủy, mời huyện lệnh Hứa Tự Thanh và sư gia Hình Danh tới hỏi chuyện, không được chậm trễ. Dạ. Trương Long, Triệu Hổ. Có. Hai người đến huyện Thanh Thủy, âm thầm tra xét tất cả hiệu thuốc, gần đây có người mua kịch độc. Nếu không có, hai người cùng Dương Triều, Mã Hán yêu cầu Hứa đại nhân lục soát phòng của Dương Thế Toàn. Dạ. Bao đại nhân, lẽ nào không có việc cho Thảo Vân làm sao? Dù muốn cũng không dám mời. Dù gì Bạch Ngũ Hiệp cũng không phải là thuộc hạ của bổn phủ, bổn phủ sao có thể sai khiến. Tuy Thảo Vân không phải thuộc hạ của Bao đại nhân, nhưng đã sớm can dự vào vụ này. Hơn nữa từng thầy đọc trước di thể của Dân Bẩm Trung phải rửa quan trả thù cho ông ấy. Nếu đã như vậy, có việc này phải phiền Bạch Ngũ Hiệp. Bao đại nhân cứ việc dặn dò. Nếu Trương Bộ Đầu muốn giết hại Hà Mục Điền và Dân Vấn Thu bịt miệng, chắc chắn có kẻ đứng sau sai khiến, thậm chí cho hắn lợi lộc. Nếu Bạch Ngũ Hiệp có thể khiến Trương Bộ Đầu khai ra kẻ sai khiến, chắc chắn lập được công lớn, bớt nhiều trắc trở cho vụ này. Thảo Dân đã rõ. Thảo Dân đi làm ngay. Ngài đây là Triển hộ vệ Triển đại nhân tiếng tâm lừng lẫy sao? Đúng là tại hạ. Đây là thư báo bình an lĩnh lang nhờ Triển mẫu gửi tới, ông xem thử. Không sai, là nét chữ của Mục Điền. Ngài đúng là Bao đại nhân. Ông có thể yên tâm, nói ta biết chỗ Bành Thúc đó ẩn nấp rồi chứ. Ông ấy là nhân vật mấu chốt, tìm được ông ấy sẽ giúp ích cho vụ kiện của lệnh lang. Lẽ nào lần này Tiêu đại nhân tới là để can dự bổn phủ phán xét vụ án này sao? Không phải can dự, mà là chất vấn. Tiểu đệ là khổ chủ, lại không phải nghi phạm giết người, tại sao Bao đại nhân cũng giữ nó là dịch quán, phái người canh giữ? Hắn đã phạm tội cướp thê tử người khác, vẫn bình thản như không. Tất nhiên bổn phủ không dễ dàng thả hắn về. Tội cướp dâu chẳng qua chỉ là tội nhẹ, tại sao Bao đại nhân không mau chóng phán xử, hoặc lập tức khiến nó chịu phạt, lấy làm răn đe, hoặc là giảm nhẹ để nó hối cải, chờ xem hiệu quả? Sao phải kéo dài thời gian trì hoãn không quyết? Tiêu đại nhân nói mấy lời này chẳng phải để can dự bổn phủ phán xử sao? Bổn bộ chỉ bất mãn Bao đại nhân kéo dài thời gian vô ích, khiến cho mẫu thân lo lắng không yên. Bổn bộ không thể tập trung lo cho công vụ, đâu ra can dự ở đây? Không phải bổn phủ trì hoãn, mà là Tiêu Thiên Sủng, hắn ngoài cướp dâu ra còn bị nghi xúi dục giết người, bổn phủ buộc phải tra rõ ngọn ngành. Đây là Bao đại nhân có thành kiến từ trước, khẳng định Tiêu gia ta ở địa phương ỷ thế hiếp người. Bao đại nhân, chúng ta đều làm quan nhiều năm, bổn bộ có từng ngạo mạn ỷ thế hiếp người không? Tiêu đại nhân hỏi rất hay. Trước đây đương nhiên không có, nhưng lần này lại hoàn toàn khác lạ. Trước đây Tiêu đại nhân ung dung nho nhã, khí độ ngời ngời, nay lại nóng nảy hấp tấp, mất uy nghi của đại nhân, thiếu đi khí tiết của kẻ sĩ. Lẽ nào đúng với câu cổ ngữ trong ngoài bất nhất, không xứng là bậc quân tử? Bao chứng to gan, ông đừng khua môi múa mép vòng vo chửi người.
Chuyện này như người uống nước nóng lạnh tự biết. Bao chững không quý đã thương ai, mong Tiêu đại nhân cũng không cần chột dạ. Lý nào là vậy? Bổn bộ có gì phải chột dạ? Hai vị đại nhân đều là quan lớn uy nghiêm, sao phải tranh luận gay gắt vậy? Đại nhân, đại nhân, Tiêu đại nhân lo lắng cho tiểu đệ là điều khó tránh khỏi. Quan tâm người thân là lẽ thường tình, có thể thấu hiểu. Công tôn tiên sinh, bốn phủ lại cho rằng Tiêu đại nhân ngoài quan tâm ra còn có ý bao che giấu giếm sự thật. Tiếp theo thăng đường, mời Tiêu đại nhân hạ giá tới đại đường một chuyến. Hai người, một là cha hắn, một là thê tử hắn, chắc là hiểu rõ hắn hơn ai hết. Một tổng bộ đầu hưởng bổng lộc triều đình, sao có thể vô cớ phát tài, có thêm 200 lượng bạc? Lẽ nào các người không hỏi hắn? Lão có hỏi rồi. Nó nói huyện thái gia thưởng bạc cho nó có công tra án. Không sai, chàng ấy nói như vậy đấy. Hai người đúng là hồ đồ. Quan có thưởng cũng không nhiều như vậy đâu. Này, ta xin nói cho hai người biết sự thật. Tiền đó là tiền tội ác, người ta mua chuộc hắn, giả danh công vụ, đang tầm giết người diệt khẩu. Sao có thể được? Chàng ấy không phải là loại người đó. Phải loại người đó hay không, các người rõ hơn ta. Vậy bây giờ chàng ấy ở đâu? Đại lao phủ Khai Phong. Thật sao? Hoàn toàn xác thực. Vậy phải làm sao? Tội có nặng không? Chúng tôi phải làm sao mới cứu được chàng? Giờ chỉ có hai người mới cứu được hắn. Nếu như hai người thuyết phục hắn nói ra sự thật, thật lòng hối cải, Bạch Mỗ có thể cầu xin trước mặt bao đại nhân, không chừng có thể miễn tội chết cho hắn. Hạ quan biết sai rồi, xin bao đại nhân bao dung lượng thứ. Sau này hạ quan nhất định hối cải lỗi lầm. Người hở một chút là quỳ xuống cầu xin, đủ thấy người không có chút cốt cách khí tiết, đúng là uổng công đọc sách thánh hiền. Đứng lên đi. Bốn phủ còn điều dặn dò. Dạ, đa tạ bao đại nhân. Nay bổn phủ cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội. Dạ, xin bao đại nhân chỉ rõ. Tới giờ ngươi còn là quan phụ mẫu huyện lệnh địa phương. Bổn phủ lệnh ngươi tới Tiêu gia tra hỏi tất cả gia đình Tiêu gia, bà Mai đó có chết ở Tiêu gia hay không, nguyên nhân chết là gì, người nào khiêng xác đi giấu, và nay thi thể ở đâu? Ngươi dẫn Ngọ Tác đi kiểm tra, làm xong việc về bẩm báo. Dạ, hạ quan nhất định tận tâm lo liệu ổn thỏa. Xin bao đại nhân không cần nhiều lời. Đợi ngươi lo xong, bổn phủ sẽ xem xét. Dạ, đa tạ bao đại nhân. Tiêu phủ, lão phu nhân, không phải hạ quan không chịu giúp, quả thật là không thể làm khác, mong lão phu nhân lượng thứ. Sao gọi là không thể làm khác? Ông cứ xem như ta đã giải tán số gia đình đó, không tìm được người nào. Không được. Đây lại là một câu nói dối gạt cấp trên, làm trái với chức trách. Hạ quan không thể làm. Sao ông cứ như biến thành người khác vậy? Đúng vậy. Bây giờ tỉnh ngộ vẫn còn kịp. Mong lão phu nhân giao mấy gia đình đó ra, để ta đưa về phủ Khai Phong làm chứng. Ông muốn làm vậy thật sao? Lão phu nhân, ta cũng đang mang tội, nay phụng lệnh trên, chỉ có thể làm vậy. Làm vậy chẳng phải chứng thực tội danh của Tiêu gia ta sao? Đây vốn là sự thật. Ông, sao ông có thể nói ra lời vô tình như thế? Hạ quan phải giữ cái đầu, còn phải lo cho già trẻ trong nhà, không thể chỉ vì ân tình mà mất mạng. Được, nếu ông nói như vậy, cũng không có gì để nói nữa. Ông đi đi. Muốn ta đi cũng được. Bà hãy giao người ra trước.
Chẳng những ta không giao người mà còn lập tức cho họ giải tán, kêu họ về quê. Ông đi tìm từng người đi. Ta không cần tìm, không người nào ra được. Quan sai bổ khoái đứng đầy ngoài cửa Tiêu gia, ai trốn đi được chứ? Để ta xem ông ăn nói sao với đại thiếu gia. Ta có gì phải ăn nói với hắn? Bà nên lo lắng binh bộ thượng thư Tiêu đại nhân, làm sao nói với bao đại nhân phủ Khai Phong kìa. Hà Mục Điền, có Thảo Dân. Về dù ngươi đâm mù mắt trái Tiêu Thiên Sủng, lần trước ngươi đã thẳng thắn thừa nhận trên công đường, nay còn muốn nói gì nữa không? Thảo Dân nhận tội, xin bao đại nhân niệm tình Thảo Dân, vì lo lắng tự vệ, xin được xử nhẹ. Bổn phủ tự có cân nhắc. Tiêu Thiên Sủng, có Thảo Dân. Dân dấn thu kiện người, trước là cướp dâu, sau lại có mưu đồ cưỡng bức, người có nhận tội không? Bẩm bao đại nhân, Thảo Dân thừa nhận tội cướp dâu, nhưng không có ý cưỡng bức dân dấn thu. Xin bao đại nhân minh giám. Chuyện này có Hà Mục Điền tận mắt chứng kiến làm nhân chứng, tại sao ngươi còn không thẳng thắn thừa nhận? Thảo Dân từng khai hai người này thông đồng, cố ý gán tội trả thù. Tất nhiên Thảo Dân không thể nhận tội. Bổn phủ muốn xem thử người còn chối cãi tới khi nào. Bổn phủ hỏi người, trước khi cướp dâu, Dân dấn thu từng thấy ngươi không? Không có. Nếu chưa từng gặp mặt, chắc chắn chưa từng thấy thân hình của ngươi. Không có. Được. Dân dấn thu, có dân nữ, người hãy nói rõ tình tiết chính khi đó. Dạ. Khi đó tuy dân nữ đã ăn thức ăn có thuốc mê, nửa mê nửa tỉnh, nhưng nghĩ lại vẫn nhớ rất rõ. Tiêu Thiên Sủng vừa nói lời ô uế khó nghe, vừa cởi đồ mưu đồ cưỡng bức dân nữ. Lúc hắn cởi đồ, dân nữ nhìn thấy trên ngực phải hắn có vết bớt màu đen cỡ bằng đầu ngón tay, nhưng không biết chuyện này có thể làm chứng được hay không. Tiêu Thiên Sủng, người đã nghe rõ lời dân dấn thu nói rồi chứ? Dạ. Ngực phải người có vết bớt như vậy hay không? Bao đại nhân, Thảo Dân, ngươi tự nói thật, hay muốn bổn phủ sai người cởi y phục ngươi trước đám đông kiểm tra tại chỗ? Đây e chỉ là trùng hợp. Lý nào là vậy? Trên đời đâu ra chuyện trùng hợp như vậy? Nếu ngươi không cởi y phục, dân dấn thu sao nhìn thấy vết bớt trên người ngươi? Nếu ngươi không mưu đồ cưỡng bức, sao phải cởi y phục? Tội chứng rành rành, người còn chối cãi nữa sao? Đại ca, quên nói giúp tiểu đệ đi. Hỗn xược to gan, bổn phủ đang trả án trên công đường, ai có thể nói giúp cho ngươi? Tiêu Thiên Sủng, người cướp thê tử người khác, mưu đồ chiếm đoạt, đối phương không thuận, người lại mưu đồ cưỡng bức để chuyển thành sự thật. Lòng dạ hiểm độc như vậy, pháp lý khó dùng. Tới công đường rồi, ngươi còn liên tục chối cãi, không chịu hối cải nhận tội. Nếu bổn phủ không phạt nặng ngươi, sao xứng với bốn chữ quốc pháp công nghĩa? Bao đại nhân, Thảo Dân biết sai rồi, nài biết đã muộn rồi. Hơn nữa ngươi còn bị nghi sai khiến giết người, đợi bổn phủ tra rõ mới luận tội hình một lúc. Dương Thế Toàn, có Thảo Dân. Bạch Ngọc Đường kiện ngươi giết bà Mai Tôn Nhị Nương, ngươi hạ độc giết khổ chủ Dân Bẩm Trùng, ngươi thừa nhận không? Thảo Dân không giết người hại người. Điều này là lời một phía của Bạch Ngọc Đường, Thảo Dân không thể thừa nhận. Được. Bạch Ngọc Đường, có Thảo Dân. Người nói ra xem. Bẩm bao đại nhân,
Dân Bẩm Trùng từng tận mắt nhìn thấy gia đình Tiêu gia khiêng xác đi chôn giấu. Thảo Dân cũng từng cùng dân Bẩm Trùng đào mộ, quả thật từng thấy thi thể của Tôn Nhị Nương. Sao người có thể khẳng định đó là bà Mai Tôn Nhị Nương? Thảo Dân từng thấy họ khi họ đón dâu và nhớ rất rõ. Vậy sao? Tại sao thi thể lại biến mất? Thảo Dân cùng dân Bẩm Trùng kiện lên huyện Thanh Thủy. Hứa đại nhân ở huyện Thanh Thủy phán xử bất công, còn lợi dụng lúc viết cáo trạng âm thầm báo với Tiêu gia. Cho nên lúc đi kiểm tra xác chết, thi thể đã bị dời đi nơi khác. Nói như vậy, người muốn nói Hứa đại nhân và Tiêu gia âm thầm cấu kết làm điều trái luật? Thảo Dân đúng là có ý này. Có chứng cớ gì không? Thảo Dân tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được Hứa đại nhân đó ở Tiêu gia nghe lệnh Tiêu lão phu nhân khúm núm e sợ. Bao đại nhân, Tiêu đại nhân không cần nóng vội. Bốn phủ tất nhiên không nghe lời một phía của Bạch Ngọc Đường mà không tra rõ. Xin mời ngồi. Người đâu? Có. Truyền quyển lệnh Thanh Thủy Hứa Tử Thanh, tổng quản nhà bếp Tiêu phủ Bành Nghĩa. Truyền quyền lệnh Thanh Thủy Hứa Tự Thanh, tổng quản nhà bếp Tiêu phủ Bành Nghĩa. Thảo Dân Bành Nghĩa cấu kiến Thanh Thiên Bao đại nhân. Hạ quan Hứa Tự Thanh, huyện Thanh Thủy tham kiến Bao đại nhân, thượng thư đại nhân. Người tạm đứng sang một bên. Dạ. Bành Nghĩa, có Thảo Dân. Nơi ngươi ở trong Tiêu phủ có phải là gần cửa sao? Hơn nữa còn nắm quản chìa khóa không? Dạ. Tiêu Thiên Sủng cướp dâu về phủ, vào đêm động phòng qua chút, người có mở cửa sao không? Thảo Dân có mở. Tại sao lại mở? Có hai gia đình muốn khiêng thi thể bà Mai ra ngoài chôn giấu, nên kêu Thảo Dân mở cửa. Người có biết bà Mai chết như thế nào không? Thảo Dân có hỏi gia đình Tiêu Quý, nghe nói là Dương tổng quản giết. Có điều Thảo Dân không tận mắt thấy. Lão Bành, Tiêu gia không bạc đãi ngươi, ỉa miệng. Nếu còn dám lớn lối chen ngang, bổn phủ sẽ cho người nếm mùi gậy trước. Hứa Tự Thanh, có hạ quan. Việc bổn phủ giao phó, người đã lo ổn thỏa chưa? Bẩm bao đại nhân, hạ quan đã lo ổn thỏa. Người nói xem. Hạ quan đi Tiêu phủ, giải gia đình liên quan vụ án về huyện nhà thẩm tra rõ ràng. Chúng đã khai nhận tất cả. Quả thật là Dương tổng quản giết người xong sai họ khiêng đi chôn giấu. Hạ quan có giữ lời khai tại đây. Vậy nơi chôn thi thể có bị dời đi không? Đúng là có dời đi. Hạ quan cũng đã tìm ra thi thể, giao Ngọ Tác trong huyện kiểm tra rồi. Là một đao đoạt mạng, Ngọ Tác cũng có viết rõ ở đây. Cùng trình lên. Dạ. Trương Long Triệu Hổ. Có. Bốn phủ đã phái hai người tới huyện Thanh Thủy tra rõ thuốc độc liên quan. Các người có tra được gì không? Bẩm bao đại nhân, theo trưởng quầy thuốc Dương Ký ở huyện Thanh Thủy nói, quả thật Dương Thế Toàn từng tới mua thạch tín, liều lượng đủ hạ độc chết cả con trâu. Dương Thế Toàn, người vô cớ mua thạch tín như vậy làm gì? Lẽ nào ngươi còn muốn bịa là dùng để hạ độc côn trùng sao? Tuy ngươi cúi đầu mặc nhận, bổn phủ vẫn phải truy hỏi ngươi. Ngươi vốn là tổng quản Tiêu gia, chỉ làm theo lệnh. Có kẻ nào đứng sau sai khiến ngươi giết hại người khác không? Không, không có ai sai khiến, đều là chủ ý của Thảo Dân. Có thật như vậy không? Hoàn toàn xác thực. Thảo Dân tự làm tự gánh, không cần liên lụy người khác. Xin bao đại nhân định tội Thảo Dân. Tội của người không chỉ có nhiêu đây. Truyền Trương Nhạc. Truyền Trương Nhạc.
ti chức Trương Nhạc, khấu kiến Bao đại nhân. Bổn phủ hỏi người, người có từng tới Hà Gia lấy cớ công vụ, mưu đồ giết hại Dân Vấn Thu và Hạ Mục Điền không? Có. Tại sao muốn giết hai người họ? Ti chức nhất thời hồ đồ, vì tham lam nhận 200 lượng tiền cọc của Dương Thế Toàn, mượn cớ công vụ truy bắt để giết hai người họ để trừ hậu hoạn. May mà Bạch Ngọc Đường ngăn cản kịp thời, ti chức mới không phạm tội nặng hơn. Dương Thế Toàn, người có thừa nhận lời hắn nói không? Thừa nhận. Hứa Tự Thanh, có hạ quan. Còn phần ngươi, bổn phủ không hỏi thêm nữa, chỉ hỏi người có biết nhận tội không? Hạ quan biết tội cũng nhận tội, xin Bao đại nhân xử phạt. Người đâu? Có. Cởi mũ ô sa, cởi quan bào của hắn. Dạ. Dưới đường nghe phán, Tiêu Thiên Sủng, ngươi là tiểu đệ nhà quan, lại không biết giữ thân cương trực cầu tiến, trước cướp dâu sau là mưu đồ cưỡng đoạt, lên công đường còn luôn miệng tranh cãi, không chút hối cải lỗi lầm. Bổn phủ phán người 10 năm đeo gai đi đài tới Thương Châu. 10 năm. Đại ca. Bao đại nhân, có thể cho bổn quan nói không? Cứ nói. Tiểu đệ tội đáng bị như vậy, xin Bao đại nhân niệm tình nó đang bị thương, châm trước giảm nhẹ hình phạt cũng được. Bổn phủ tuy phán xử theo luật, nhưng cũng có niệm tình người. Nể tình là người đang bị thương, có thể miễn đeo gai, nhưng 10 năm đi đài là không thể giảm nhẹ. Bao đại nhân, Hà Mục Điền, có Thảo Dân, người đầm Tiêu Thiên Sủng, khiến hắn mù một mắt. Có điều bổn phủ niệm tình là do tân nương bị cướp, có tránh tâm trạng bi phẫn, hơn nữa là vì tự vệ nên đã thương người, chứ không phải cố ý. Bổn phủ xử người tội lỡ tay đã thương người, đi đài 3 năm, người có phục không? Thảo Dân phục. Dân Vấn Thu, có Dân Nữ. Người vốn ngồi kiệu hoa tới Hà Phủ thành thân, nửa đường bị cướp, gặp nhiều gian nan. Này bổn phủ hỏi người, người có thật lòng tình nguyện muốn lấy Hà Mục Điền không? Bẩm Bao đại nhân, Dân Nữ thật lòng tình nguyện. Được, bổn phủ tác thành cho hai người. Hai người chọn ngày lành giờ tốt, hoàng hôn xong, Hà Mục Điền mới chấp hành hình phạt. Như vậy có thể tránh nỗi khổ nhớ nhung, có người quan tâm thăm hỏi. Hai người có đồng ý không? Khấu tạ Thanh Thiên Bao đại nhân. Trương Nhạc nghe phán, người vốn là tổng bổ đầu huyện Thanh Thủy, lại mượn công mưu lợi tư, vì tham lợi nhỏ mà phạm pháp, xém chút nữa giết người vô tội. Niệm tình người hối cải nhận lỗi, bổn phủ xử người 5 năm đi đài, bãi chức tổng bổ đầu, người có phục không? Tỳ chức phục. Hứa Tự Thanh, có phạm quan. Người thân là huyện lệnh, là quan phụ mẫu, lại không biết đạo lý nhẫn lộc vua trung với vua, mà vì mưu lợi nịnh bợ quyền quý, chỉ biết nghe theo kẻ hiển hách, chứ không biết hiểu cho nỗi khổ của bá tánh. Nhưng niệm tình ngươi kịp thời tỉnh ngộ, lấy công chuộc tội, nay cách chức huyện lệnh thất phẩm, bãi quyền huyện lệnh của ngươi, cộng thêm chịu hình 5 năm, ngươi có phục không? Hạ quan phục. Dương Thế Toàn, người ở Tiêu phủ tuy chỉ là tổng quản, mọi chuyện nghe theo lệnh, nhưng không phân thiện ác, không rõ đúng sai, vì muốn lấy lòng chủ nhân liên tục giết hại người vô tội, đúng là tán tận lương tâm, mất hết nhân tính. Tội nặng như vậy, bổn phủ không thể xử nhẹ. Bổn phủ phải người tội chém đầu, người có phục không?
Người đâu? Có. Cẩu đầu đao chờ lệnh.